chương 501, đây là một ám hiệu. Toàn thân bẩn thỉu không thôi, trên chán còn có vết máu bầm. Nhìn là biết mấy ngày qua bị hành hạ dữ lắm, thậm chí còn có thể bị ngược đãi. Giang sách rất giận dữ, nhưng vì muốn cứu tân tử dân trước nên anh nhất định phải nhẫn. Nai, audio điện tử võ tấn bền. Phương phiến tam ném cho tên đàn em một ánh mắt nhắc nhở. Tên đàn em kia đạp một cước vào sau lưng tân tử dân, khiến tân tử dân loạn choạng đi về phía trước, lão già kia, ông có thể cắt được rồi. Tân tử dân nước mắt nước mũi giàn ruộa sụt xịt đi về phía giang sách. Giang sách trực tiếp dùng dao găm cắt nước dây thừng cho ông, sau đó lấy ra khăn tay cho tân tử dân lau sạch sẽ vết bẩn trên mặt. Giang sách, bác xin lỗi, làm hại cháu bị cuốn vào chuyện này. Giọng tân tử dân cực kỳ suy yếu, có lòng mà không có sức. Việc này trở về rồi hãy nói trước mắt chuyện quan trọng nhất là bảo vệ tân tử dân an toàn tuy giang sách cũng rất muốn lập tức ra tay dạy dỗ đối phương một trận nhưng suy xét đến chuyện làm như vậy có khả năng sẽ mang đến nguy hiểm cho tân tử dân anh vẫn nhẫn nại quan trọng nhất vẫn là bảo vệ tân tử dân chuyện báo thù thì chờ sau này có thể tính tiền bạc để ở đây giang sách ném vali xuống đỡ tân tử dân đi ra ngoài lúc chuẩn bị rời khỏi hiện trường đàn em của Phương Phiến Tam lập tức tiến lên kéo cái vali về. Vốn dĩ chuyện có thể kết thúc tại đây. Nhưng kẻ ác làm sao có thể nói chuyện danh dự. Lập tức có một đám người xông tới, bao vây giang sách và tân tử dân vào giữa, mỗi người đều âm thầm rút dao găm ra, trông không hề có ý tốt. Máu trong người tân tử giàn lạnh cả đi, xem tư thế đây là muốn giết con tin đây mà. Giang sách nhíu mày, liếc nhìn phương phiến tam cách đó không xa, hỏi tiền bạc đã giao cho anh, có nhất thiết phải làm như vậy không? Phương Phiến Tam nở nụ cười. Cậu giao tiền, tôi thả người, đây không phải là giao dịch của chúng ta sao? Cậu giao tiền cho tôi, không phải tôi cũng đã thả người cho cậu sao? Mọi người không ai thiếu nợ ai, còn về chuyện sau đó thì không nằm trong giao dịch rồi. Giang Sách lạnh lùng nói, ý của anh là, hiện tại người của anh bao vây chúng tôi, là muốn chúng ta thực hiện giao dịch khác. Thông minh. Phương Phiến Tam nói, cảnh cáo trước vốn dĩ tôi không định cho cậu cơ hội chỉ định cầm tiền rồi giải quyết hai người là xong nhưng con người của tôi thật sự rất quý người tài tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng chỉ cần cậu đồng ý gọi tôi một tiếng anh ba sau này theo tôi lăn lộn tôi đây chẳng những tha mạng cho cậu mà mạng của lão già kia tôi cũng không cần nếu cậu cứ khăng khăng không chịu vậy thì ngại quá kết quả thế nào không phải chuyện mà tôi có thể khống chế hôm nay giang sách chỉ có hai con đường để đi hoặc là làm đàn em của phương phiến tam, hoặc là chết. Hiện trường có hơn 20 người, mỗi người đều cầm dao găm trong tay, nếu theo logic của người bình thường thì gian sách và tân tử dân không thể trốn được. Phương phiến tam thong thả lấy ra một quả táo, cắn một miếng. Vừa ăn vừa chờ. Anh ta tin, chỉ cần là người bình thường, nhất định sẽ lựa chọn đầu hàng làm đàn em của anh ta. Dù sao so với hai mạng người thì thể diện gì đó không đáng để nhắc tới mà. Tân tử dân cũng cực kỳ bất đắc dĩ, ông ấy không muốn chết, nhưng cũng không muốn giang sách vì mình mà đi nhận một đảng khốn nạn làm đại ca. Giang sách, bác xin lỗi, đều tại bác hại cháu. Cảm giác ái náy vô tận trào lên trong lòng tân tử dân. Giang sách thở dài, thì thào lẩm bẩm, cháu vốn không muốn ra tay ngay bây giờ, ai. Trong lúc nói, anh giơ tay lên, vỗ một cái ở trước mặt mọi người. Đây là một ám hiệu một ám hiệu chỉ có anh và 12 cung mới hiểu. Ra tay, chương 502, thật sự là thần tiễn thủ sao? Mắt thấy giang sách căn bản không hề có ý đầu hàng làm đàn em mình, phương phiến tam cũng không muốn chờ lâu, Phất tay, mấy tên đàn em liền xông tới. Bởi vì đã từng được chứng kiến quá trình chiến đấu của giang sách cùng với Pitbull, cho nên mấy tên đàn em này không dám khinh thường. Có hai tên đàn em một trước một sau đồng thời tấn công, một người cầm dao găm, một người cầm búa, trông như hung thần ác sát. Ngay lúc bọn họ sắp tới gần giang sách, đột nhiên nghe thấy hai tiếng vút vút. Có hai mũi tên nhọn xé rách không gian mà tới. Phập, phập, gần như đồng thời khiến cho cánh tay của hai tên trước sau đều bị nát. Vũ khí trong tay bọn họ rơi xuống đất, hai người đau đớn quỳ trên mặt đất, gào khóc chửi bậy, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Cung tên, đám người còn lại thì ngẩn cả người, sao lại có mai phục chứ, mọi người ngẩng đầu muốn tìm ra mục tiêu, kết quả lại vút 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 vài tiếng, lại có thêm mấy mũi tên nhọn bắn đến, bắn cho vài tên trước sau đều bị thương. Đã thương người, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cứu người, cũng không hại người. Vị cung tiến thủ này không chỉ có được thuật bắn tên vô cùng mạnh mà còn có được một tấm lòng từ bi. Đại ca, bọn họ có người giúp. Làm sao bây giờ? Một đám đàn em đồng thời nhìn về phía phương phiến tam, chờ đợi mệnh lệnh của anh ta. Phương phiến tam cũng rất khẩn trương, vừa rồi nhiều mũi tên bắn đến như vậy, nhưng anh ta lại không thấy rõ ràng đối phương tiến hành công kích từ đâu, ngay đến dáng vẻ đối phương ra sao cũng không rõ. Thật sự là thần tiến thủ sao? Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn một vòng nhỏ xung quanh, hô, này, có bản lĩnh thì ra đây đánh nhau với ông, đừng có trốn trong góc làm con rùa đen rụt đầu. Còn chưa dứt lời, đã thấy trong bụi cỏ ở nơi xa truyền đến tiếng động, một người đàn ông có dáng người cao lớn, gương mặt như đau khắc, tay cầm cung, lưng đeo tên đi ra. Người này, đúng là xạ thủ 12 cung hoàng đạo dưới trướng của Giang Sách. Có được tài bắn cung siêu quần, là cao thủ mai phục, bắn tên hàng đầu. Bảo ra thì ra thật hả? Phương phiến tam vui vẻ. Vừa rồi mày trốn nên tao hết cách với mày chứ hiện tại nếu mày đã ra rồi, vậy thì ngại quá, hôm nay mày căn bản không có đường sống. chương 503, càng chẳng nói đến người khác các anh em giết chết tên chó má dám bắn lén này cho tao. vâng. một đám đàn em vào tới đều muốn giết chết tên xả thủ kia. nhưng mà đối phó với đám người kia, xạ thủ thậm chí còn không cần trốn ở một nơi bắn lén mà quang minh chính đại bắn bọn họ cũng đủ rồi. phập. một mũi tên xuyên qua bả vai tên đàn em. phập. một mũi tên xuyên qua cẳng chân tên đàn em. phập. một mũi tên xuyên qua mở u bàn tay tên đàn em vừa đi vừa bắn tên, động tác lưu loát, mục tiêu chuẩn xác, thật sự rất có khí khái, đi 10 bước giết một người, không cần phải đi xa nghìn dặm mà nhà thơ cổ đại nói. Lúc xạ thủ cất bước đi đến trước mặt phương phiến tam, đám người còn lại đều đã bị bắn bị thương, một đám nằm dạp trên mặt đất gào khóc chửi bậy, như lợn chờ bị chói để làm thịt. Xạ thủ lạnh lùng nhìn phương phiến tam, hỏi muốn quang minh chính đại đấu một trận sao? Tôi ra rồi đây, anh muốn đấu không? Phương Phiến Tam nuốt nước miếng. Anh ta nhìn cơ bắp săn chắc, dáng người cường tráng, thân hình cao ngất của xạ thủ kia, lại nhìn chính mình, căn bản không cần thiết phải so sánh nữa. Sợ là mình còn chưa ra tay, đã bị người ta giết chết ngay lập tức. Lăn lộn trong giới đã nhiều năm, Phương Phiến Tam liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương có thực lực thế nào, anh ta tuyệt đối không đánh lại xạ thủ. Bên ta hơn 20 người, bị một mình anh ta giải quyết sạch trong lòng phương phiến tam rất khó chịu nhưng khó chịu thì có ích gì không đánh lại chính là không lại cái này gọi là thực lực áp đảo ngay lúc phương phiến tam không biết phải làm sao thì chuông di động của anh ta vang lên tút 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 xạ thủ nhìn anh ta một cái cực kỳ tự tin nói nhận đi nhận máy tân tử dân hoảng sợ không thể để cậu ta nghe máy lỡ lại chọc phải tên khốn còn lợi hại hơn thì phải sao đây Giang sách nở nụ cười, bác yên tâm, không sao đâu. Anh nhìn ra được xả thủ đã tức giận, dưới tình huống này không phải người bình thường có thể hạ gục được xả thủ, đặc biệt trong trường hợp xả thủ còn đang cầm cung tên, cho dù là giang sách, cũng không nắm chắc trăm phần trăm chắc chắn có thể hạ gục được xả thủ. Càng chẳng nói đến người khác. Phương phiến tam giơ tay nghe điện thoại, chương 504, cái tên rất quen thuộc. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói cực kỳ phiền não của người trẻ tuổi. Lão Tam, chuyện bên cậu xử lý thế nào rồi? Đại ca, em gặp phải chút chuyện. Ồ, chút chuyện ấy mà cậu cũng không làm xong sao? Nuôi cậu làm cái gì hả? Không phải đâu đại ca, thực lực của đối phương thật sự rất mạnh, đám anh em phía bên em đều không phải đối thủ. Đại ca, anh nhanh phái, tứ đại kim cương, đến giúp em với. Đồ vô dụng, cậu ở đấy chờ đi, tôi lập tức tới ngay. Cúp điện thoại. Phương phiến tam cười khanh khách, vừa lui về sau vừa nói ha ha đây chính là mày bảo tao nghe điện thoại đó không thể trách tao được vốn mấy người có cơ hội chạy trốn nhưng xin lỗi nhé hiện tại mấy người đừng ai nghĩ nữa đại ca của tao sơn tiêu lập tức đến ngay bây giờ cùng đến còn có tứ đại kim cương nổi tiếng nam thành mỗi một người đều là tay đấm mạnh đã lăn lộn trong giới nhiều năm đều là sự tồn tại khủng bố lấy một địch trăm mấy mày cho rằng mình có thể đánh được sao chờ đại ca của tao dẫn theo tứ đại kim cương đến, bọn mày sẽ biết cái gì gọi là trời cao còn có trời cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Lúc này phương phiến tam điên cuồng không thôi. Vừa rồi xạ thủ hải anh ta mất hết thể diện, thiếu chút nữa bị đánh cho tàn phế, hiện tại thì hay rồi, có đại ca cùng tứ đại kim cương đến hỗ trợ, tin chắc có thể giải quyết đám người giang sách trong vòng 10 phút. Tính thời gian, chắc cũng sắp đến rồi. Ở phía đối diện, tân tử dân sốt ruột muốn chết, dục giang sách nói lão đại của bọn chúng đến rồi sơn tiêu cũng không phải hạng dễ chọc ở nam thành này cậu ta có tiếng là ác ôn đặc biệt là tứ đại kim cương kẻ này còn lợi hại hơn kẻ kia chúng ta không đấu lại đâu thừa dịp bọn họ còn chưa tới thì nhanh chạy đi có lẽ còn có một con đường sống nghe ông nói vậy giang sách giờ khóc giờ cười sơn tiêu cái tên rất quen thuộc không phải là cái tên khốn chiếm chỗ trên tàu bị giang sách đánh một trận sau đó bị trưởng tàu áp giải đi sao sao mới một ngày mà anh ta lại lòi mặt ra đây rồi trên thế giới này thật lắm chuyện trùng hợp vốn chỉ cho là một ma sát nhỏ biển người mờ mịt đời này có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ lại nhanh chóng gặp nhau tại nam thành như vậy tiếng động cơ rền vang người đến rồi chỉ thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu trắng đỗ ở phía sau cách bọn họ không xa cửa xe mở ra, mấy người đàn ông lần lượt đi xuống. Những người này đều có thân hình cao lớn, trên cánh tay còn có hình sam xài lang hổ báo. Vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Người cầm đầu, đúng là đại ca của phương phiến Tam Sơn Tiêu. Sau khi anh ta xuống xe thì thong dong điềm tĩnh rút một điếu thuốc, sau đó một tay thò vào túi, lấy ra cái bật lửa. Sơn Tiêu rít một hơi, nhả ra một ngụm khói, cất giọng điệu bất thiện, là tên chó má nào dám gây chuyện trên địa bàn của Sơn Tiêu Tao. chương 505, bốc phét cái khỉ gì hả? Phương phiến tam nhìn thấy đại ca đến, anh ta vui gần chết, chạy nhanh như chớp tới, khóc kêu, đại ca Sơn Tiêu, anh nhất định phải phân xử cho em, chính là mấy tên chó má này đánh anh em của em. Sơn Tiêu không thèm nhìn anh ta, bị đánh mà tưởng là chuyện vinh quang lắm à, kêu to như vậy làm gì? Được rồi, tránh sang một bên đi, chuyện của cậu, đại ca sẽ giúp cậu báo thù. Anh ta hút thuốc, sau đó nhìn về hướng giang sách, loáng thoáng cảm thấy bóng dáng kia hình như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi, trông có hơi quen mắt. Hửm, lúc này, giang sách xoay người lại, chính diện đối mặt với Sơn Tiêu. Trong khoảnh khắc hai người đối diện, Sơn Tiêu bỗng trợn tròn mắt, thuốc lá trong tay rơi xuống, tạo thành một đường màu xám cong trong không trung. Là anh, Sơn Tiêu mở mắt trừng trừng, anh ta tính trên tính dưới, có thế nào cũng không tính tới người mình phải đối mặt lại chính là giang sách đối phó làm sao được trên tàu anh ta đã được chứng kiến bản lĩnh siêu mạnh của giang sách cấp dưới tứ đại kim cương này của sơn tiêu còn bị người ta coi thành bóng mà đá bay thực lực đôi bên tranh lệch quả thực một trời một vực căn bản không cần thiết phải đánh nhưng phương phiến tam không hề biết những chuyện này anh ta cười nói danh con mày xong rồi biết lão đại của bọn tao là ai không nói ra sẽ hù chết mày đó lão đại của bọn tao chính là đại ca nam thành sơn tiêu sơn tiêu cau mày đủ rồi đừng khoác lác nữa phương phiến tam còn tưởng sơn tiêu đang khiêm tốn không những không ngừng ngược lại còn tiếp tục lớn tiếng nói không chỉ đại ca nhà bọn tao lợi hại mà mấy anh em phía sau này còn có tiếng là tứ đại kim cương của nam thành tất cả đều có sức đánh được cả vạn người danh con mày cứ chờ chết đi còn đám người được gọi là tứ đại kim cương lại cúi gằm mặt, không dám nhìn Giang Sách lấy một cái. Lại còn có sức đánh vạn người. Ha ha, hiện tại trong lòng bọn họ vẫn còn bị bóng ma tâm lý khi bị Giang Sách coi thành bóng mà đá đây. Phương Phiến Tam còn muốn tiếp tục nói phét, nhưng bị Sơn Tiêu một cước đá văng. Bốc phét cái khỉ gì hả? Cút cút cút. Phương Phiến Tam không biết mình phạm sai lầm gì, sao đột nhiên lại khiến Sơn Tiêu bất mãn rồi. Anh ta không biết, lại càng không dám hỏi đành phải ngoan ngoãn đứng sang một bên. Bên kia, Giang Sách cười nói, "Đại ca Sơn Tiêu à, đã lâu không gặp nhỉ, nghe nói anh bị nhốt mà, không nghĩ tới lại nhanh chóng được ra như vậy." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 506, quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Sắc mặt Sơn Tiêu rất khó coi. Ngày hôm qua anh ta suýt chút nữa thật sự bị tống vào ngục, tùy bao năm qua anh ta không ít lần bị nhốt vào đó nhưng ngày hôm qua là lần duy nhất anh ta đánh thua nên bị nhốt vào may mà anh ta là bên đánh thua cảnh sát cũng không làm khó bọn họ phạt tiền cho một bài học giáo dục rồi cho người đến bảo lãnh đi sau khi đi ra sơn tiêu càng nghĩ càng giận chưa bao giờ anh ta bất lực như vậy anh ta rất muốn tìm một người đến để xả giận kết quả thật đáng buồn sau khi anh ta đi ra kẻ địch thứ nhất gặp phải lại chính là giang sách thật đúng là oan ra ngõ hẹp mà đối mặt với khiêu khích của giang sách, Sơn Tiêu không nói nổi một câu nên lời. Những người khác đều nhìn ra manh mối. Phương phiến tam hỏi, đại ca, mọi người quen biết nhau hay thế nào? Sơn Tiêu trợn mắt nhìn anh ta, cầm cái miệng thối của mày lại. Phương phiến tam sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, miệng khép thật chặt, không dám mở miệng nói thêm một chữ nào. Bên kia, tân tử dân vốn cho là sẽ có thêm một trận ác chiến, còn đang lo lắng cho tính mạng của giang sách, Ai có thể nghĩ đến, Đường Đường là đại ca trong giới sơn tiêu, ấy thế mà lúc nhìn thấy Giang Sách lại sợ như rùa đen rụt đầu. Thật đúng là một chuyện lạ. Giang Sách hỏi, anh muốn xử lý chúng tôi sao? Sơn Tiêu toát mồ hôi lạnh, ai muốn xử lý ai hả? Anh ta liếc mắt nhìn vài người phía sau một cái, tứ đại kim cương đều lắc đầu, bọn họ thật sự không hề muốn đánh nhau với Giang Sách nữa, cơn ác mộng lần trước còn chưa qua, bọn họ không muốn trải qua thêm lần nữa. Sơn Tiêu thở dài, bất đắc dĩ nói, "Xin lỗi, tôi sai rồi, mấy người đi đi. Sau này tôi sẽ dạy dỗ lại đàn em để bọn chúng biết nên làm thế nào." Lời anh ta nói thiếu chút nữa dọa chết Phương Phiến Tam. Từ trước đến nay người luôn cao ngạo như Sơn Tiêu mà cũng sẽ có ngày cúi đầu chịu thua sao? Trông dáng vẻ lúc này như tiểu quỷ gặp Diêm Vương vậy. Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt kia thật sự khủng bố vậy sao? Phương Phiến Tam không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lúc nãy anh ta còn luôn miệng muốn nhận đàn em ha ha ngay cả đại ca mình còn không dám chạm đến anh ta lấy đâu ra tư cách đòi nhận người ta làm đàn em quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ tân tử dân cũng đã nhìn ra thì ra sơn tiêu chỉ là con hổ giấy đứng ở trước mặt giang sách ngay cả rắm cũng không dám đánh vì thế ông tăng thêm can đảm nói sơn tiêu cậu trả hết hàng lại cho tôi còn nữa thứ cậu đồng ý cho tôi cũng lấy ra luôn đi Sơn Tiêu cắn chặt răng. chương 507, chó má, khốn khiếp. Nếu không có giang sách, hiện tại anh ta có thể lột sống tân tử dân rồi, nhưng cáo mượn oai hùng, có con hổ lớn giang sách này ở đây, Sơn Tiêu không dám nhúc nhích lấy một cái. Anh ta nhìn xuống cơn giận nói, hàng hóa của ông đã bị tôi xử lý xong, không có cách nào trả lại cho ông được. Cái gì, lòng tân tử dân như bị đao cắt, những món hàng đó đều là do ông tốn giá cao mua về, vậy thứ cậu đồng ý cho tôi đâu sơn tiêu thò tay vào túi lấy ra một tấm thẻ vip thứ ông muốn ở đây giang sách ra hiệu cho xạ thủ xạ thủ tiến lên lấy thẻ vip giao cho tân tử dân sau khi lấy được tấm thẻ kia cuối cùng tân tử dân cũng hòa hoãn hơn chút có tấm thẻ này ở đây thì có cơ hội xoay chuyển rồi tất cả được giải quyết xong giang sách dẫn người rời đi lúc đi ngang qua chiếc xe thể thao mui trần anh cố ý nói anh đã xử lý hết hàng của chúng tôi vậy thì dùng chiếc xe này để gán nợ đi. Nói xong, anh mở cửa xe, ngựa quen đường cũng ngồi lên. Mặt sơn tiêu tái hẳn đi. Đây chính là chiếc siêu xe anh ta mới tốn mấy trăm vạn mua về đó, bản thân còn chưa lái được mấy ngày mà cứ thế tặng không cho người ta hả? Anh ta rất tức giận, nhưng lại không dám nói gì. Bác Tân, nào, lên xe. Được, Tân tử dân vội vã ngồi lên, đời này ông ấy còn chưa từng ngồi xe thể thao mui trần bao giờ, hôm nay trái lại có thể hưởng thụ một chút. Sau cùng giang sách dặn dò xả thủ, cậu mang 500 vạn kia đi trước, thuận tiện giúp tôi lái chiếc xe thuê kia đi. Tuân lệnh, dặn dò xong xuôi, giang sách khởi động động cơ, một cước đạp chân ga, lái chiếc siêu mui trần xa hoa rộng lớn những mấy trăm vạn nghênh ngang mà đi. Nhìn xe mình bị người lái đi, tim sơn tiêu như đang nhỏ máu. Chó má, khốn khiếp. Phương phiến tam đi đến hỏi, đại ca, sao lại thế này? sao anh không dám động vào cậu ta? Tứ đại kim cương đều ở đây mà, vì sao không chừng trị cậu ta? Sơn Tiêu nhìn anh ta như đang nhìn kẻ ngu. Nếu có thể đối phó, tao còn có thể không đối phó sao? Mày có biết tên chó má kia lợi hại thế nào không? Đừng nói mấy người chúng ta, cho dù nhân số có gấp đôi, cũng không đủ để hạ gục anh ta đâu. Phương phiến tam kinh ngạc muốn rất cả cầm, có lợi hại đến thế không? Sơn Tiêu đau khổ than một tiếng, ice đúng là số khổ mà. chương 508, Biển Thước Thần châm. Chiếc xe thể thao mùi trần bay nhanh trên đường cái, hướng đến khách sạn. Trên xe, tâm trạng tân tử dân rất tốt, ông hít sâu một hơi không khí tươi mới, nói với giang sách, lần này bác còn tưởng mình không sống nổi nữa, rơi vào trên tay bọn họ, cơ bản là không có đường sống. Bác sợ nhất chính là Tân Uẩn sẽ thật sự tới cứu bác, sau đó góp luôn cả mạng nó vào, thế thì bác thật sự sẽ chết không nhắm mắt may mà còn có cháu, giang sách, nếu không nhờ cháu, bác thật sự không sống được nữa, cháu là ân nhân cứu mạng của bác, lần này bác thật sự không biết nên báo đáp cháu như thế nào mới tốt. Nếu thật sự không được, bác thậm chí có thể gả tân uẩn cho cháu làm vợ. Bé, phụt, giang sách thiếu chút nữa không cầm chắc tay lái, nếu như lời này bị định mộng nhiên nghe được, cô nhất định sẽ giết anh. Không, không cần. Anh cười nói, bác à, bác là ba của người anh em Tân Kỳ của cháu. Lúc ở Tây Cảnh, cậu ấy đã cứu cháu vô số lần, không có Tân Kỳ, có lẽ cháu đã chết từ lâu, là bị thương mà chết. Giờ cậu ấy đã đi rồi, ân tình của cậu ấy, cháu sẽ trả lại cho bác. Cho nên, xin bác đừng nói cảm ơn gì đó với cháu, tất cả đều là chuyện cháu nên làm. Hai người đều rất khách khí. Tân tử dân nhìn giang sách, càng nhìn lại càng thích, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bị thương. Người đàn ông tốt như vậy, sao lại kết hôn rồi hả? Thật đúng là ông trời không có mắt mà. Nếu Giang Sách vẫn còn độc thân thì tốt biết mấy. Cho dù đã ly hôn cũng được, thế chẳng phải Tân Huẩn sẽ có cơ hội rồi sao? Ai đàn ông tốt đều là của người khác mất rồi. Lúc ông đang cảm thán, Giang Sách lại tò mò hỏi, bác Tân, cháu còn không biết rốt cuộc làm sao bác lại rơi vào trong tay đám người sơn tiêu thế. Không phải bác tới Nam Thành mua vật tự sao? sao lại dây dưa với bọn họ ai đừng nói nữa tân tử dân nói vốn dĩ bác đã mua xong đồ chuẩn bị trở về rồi nhưng vào mấy ngày hôm trước đột nhiên nhận được một tin tức thủy vân thiên của nam thành muốn tiến hành một buổi bán đấu giá ngầm trong đó có một bộ ngân châm mà thần y biển thước đã từng sử dụng người đời gọi là biển thước thần châm biển thước thần châm giang sách nhanh chóng bị khơi gợi hứng thú phải biết rằng trình độ châm cứu của biển thước ở cấp bậc xuất thần nhập hóa vô số thần y đều chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng lưng người này. Ngân châm biển thước sử dụng, lại càng là ngân châm cấp bậc cao nhất trong truyền thuyết, cho nên mới đã được xưng danh là thần châm. Có thể lấy được bộ thần châm này đối với bác sĩ không khác gì như hổ thêm cánh. Giống như cao thủ đỉnh cao còn có được thần kinh tuyệt thế, có thể đạt tới trình độ tuyệt đại mà người đời hiếm thấy. Tân tử dân nói, biển thước thần châm sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá của Thủy Vân Thiên, Cháu nói xem bác có thể không động lòng được sao? Bác đây là học trung y, một lòng luôn hướng tới thần châm kia, có nằm mơ cũng muốn có được. Cho nên bác quyết định ở lại, tham gia buổi đấu giá. Vấn đề là, buổi đấu giá thủy vân thiên có sự kiểm soát nghiêm ngặt, tổng cộng chỉ bán ra 100 tấm thẻ vip, mỗi tấm thẻ vip tối đa chỉ có thể cho 3 người vào hội trường. Không có thẻ vip, đến tư cách tiến vào tham gia bán đấu giá cũng không có. Cho nên không còn cách nào bác đi tìm kiếm mua thẻ VIP khắp nơi, sau cùng thì liên lạc với Sơn Tiêu, cậu ta có thẻ VIP. Nhưng chờ sau khi bác gặp mặt cậu ta, cậu ta lại lật lọng, chẳng những không đưa bác thẻ VIP mà còn thu không hàng hóa của bác. Sau đó còn dùng bác để uy hiếp, bắt Tân Huẩn đưa 500 vạn tới. Nói thật, mấy ngày qua, mỗi ngày bác đều muốn chết, không muốn tăng thêm phiền phức cho Tân Huẩn. Nghe thế, Giang Sách Đại Khái đã hiểu chuyện. chương 509, Biển Thước Thần Trâm chiếc xe thể thao mùi trần bay nhanh trên đường cái, hướng đến khách sạn. Trên xe, tâm trạng tân tử dân rất tốt, ông hít sâu một hơi không khí tươi mới, nói với giang sách, lần này bác còn tưởng mình không sống nổi nữa, rơi vào trên tay bọn họ, cơ bản là không có đường sống. Bác sợ nhất chính là Tân Uẩn sẽ thật sự tới cứu bác, sau đó góp luôn cả mạng nó vào, thế thì bác thật sự sẽ chết không nhắm mắt. May mà còn có cháu, giang sách, nếu không nhờ cháu, bác thật sự không sống được nữa, cháu là ân nhân cứu mạng của bác, lần này bác thật sự không biết nên báo đáp cháu như thế nào mới tốt. Nếu thật sự không được, bác thậm chí có thể gả tân uẩn cho cháu làm vợ. Bé, phụt, giang sách thiếu chút nữa không cầm chắc tay lái, nếu như lời này bị định mộng nghiên nghe được, cô nhất định sẽ giết anh. Không, không cần. Anh cười nói, bác à, bác là ba của người anh em tân kỳ của cháu. Lúc ở Tây Cảnh, cậu ấy đã cứu cháu vô số lần, không có tân kỳ, có lẽ cháu đã chết từ lâu, là bị thương mà chết. Giờ cậu ấy đã đi rồi, ân tình của cậu ấy, cháu sẽ trả lại cho bác. Cho nên, xin bác đừng nói cảm ơn gì đó với cháu, tất cả đều là chuyện cháu nên làm. Hai người đều rất khách khí. Tân tử dân nhìn giang sách, càng nhìn lại càng thích, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bị thương. Người đàn ông tốt như vậy, sao lại kết hôn rồi hả? Thật đúng là ông trời không có mắt mà nếu giang sách vẫn còn độc thân thì tốt biết mấy cho dù đã ly hôn cũng được thế chẳng phải tân uẩn sẽ có cơ hội rồi sao ai đàn ông tốt đều là của người khác mất rồi lúc ông đang cảm thán giang sách lại tò mò hỏi bác tân cháu còn không biết rốt cuộc làm sao bác lại rơi vào trong tay đám người sơn tiêu thế không phải bác tới nam thành mua vật tự sao sao lại dây dưa với bọn họ ai đừng nói nữa tân tử dân nói vốn dĩ bác đã mua xong đồ chuẩn bị trở về rồi nhưng vào mấy ngày hôm trước đột nhiên nhận được một tin tức thủy vân thiên của nam thành muốn tiến hành một buổi bán đấu giá ngầm trong đó có một bộ ngân châm mà thần y biển thước đã từng sử dụng người đời gọi là biển thước thần châm biển thước thần châm giang sách nhanh chóng bị khơi gợi hứng thú phải biết rằng trình độ châm cứu của biển thước ở cấp bậc xuất thần nhập hóa vô số thần y đều chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng lưng người này ngân châm biển thước sử dụng, lại càng là ngân châm cấp bậc cao nhất trong truyền thuyết, cho nên mới đã được xưng danh là thần châm. Có thể lấy được bộ thần châm này đối với bác sĩ không khác gì như hổ thêm cánh. Giống như cao thủ đỉnh cao còn có được thần kinh tuyệt thế, có thể đạt tới trình độ tuyệt đại mà người đời hiếm thấy. Tân tử dân nói, biển thước thần châm sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá của Thủy Vân Thiên, cháu nói xem bác có thể không động lòng được sao. Bác đây là học trung y, một lòng luôn hướng tới thần châm kia, có nằm mơ cũng muốn có được. Cho nên bác quyết định ở lại, tham gia buổi đấu giá. Vấn đề là, buổi đấu giá thủy vân thiên có sự kiểm soát nghiêm ngặt, tổng cộng chỉ bán ra 100 tấm thẻ vip, mỗi tấm thẻ vip tối đa chỉ có thể cho 3 người vào hội trường. Không có thẻ vip, đến tư cách tiến vào tham gia bán đấu giá cũng không có. Cho nên không còn cách nào, bác đi tìm kiếm mua thẻ vip khắp nơi, sau cùng thì liên lạc với Sơn Tiêu. Cậu ta có thể vip. Nhưng chờ sau khi bác gặp mặt cậu ta, cậu ta lại lật lọng, chẳng những không đưa bác thẻ vip mà còn thu không hàng hóa của bác. Sau đó còn dùng bác để uy hiếp, bắt Tân Uẩn đưa 500 vạn tới. Nói thật, mấy ngày qua, mỗi ngày bác đều muốn chết, không muốn tăng thêm phiền phức cho Tân Uẩn. Nghe thế, Giang Sách Đại Khái đã hiểu chuyện. Chương 510 có hơi đắt, nhưng vẫn có thể chấp nhận được thì ra tân tử dân là vì một tấm thẻ VIP của Thủy Vân Thiên nên mới có liên quan đến Sơn Tiêu. Vừa hay, mục đích chuyến đi này của Giang Sách, ngoài cứu tân tử dân ra thì còn có một chuyện vô cùng quan trọng đó là cứu Tiểu Điệp. Tiểu Điệp là người mà tôn tại ngôn luôn mãi nhớ mong, Giang Sách muốn thu phục tôn tại ngôn thì nhất định phải bắt được Tiểu Điệp. Trùng hợp chính là, trước mắt Tiểu Điệp đang bị Thủy Vân Thiên bắt giữ. Anh cười nói, bác Tân, bác cũng đã lấy được thẻ VIP rồi, thế chúng ta không vội vã quay về khu giang nam cứ ở lại nam thành mấy ngày đã chờ tham gia xong buổi bán đấu giá ngầm của thủy vân thiên thì chúng ta lại đi cũng không muộn đây vừa là vì hoàn thành tâm nguyện của ông cụ vừa là vì cứu tiểu điệp một mũi tên chúng hai con chim tân tử dân gật đầu ừm bác cũng nghĩ như vậy là một bác sĩ trung y có nói thế nào bác cũng phải lấy được biển thước thần châm tới tay dừng một lát ông lại hỏi đúng rồi hiện tại chúng ta đi đâu giang sách mỉm cười đáp về khách sạn đi gặp tân uẩn tân uẩn cũng đến đây hả vâng một mình cô ấy ở khu giang nam rất lo lắng cứ muốn đi cùng trước mắt cháu sắp xếp cho cô ấy ở khách sạn ồ thế thì nhanh đi đi về trước báo bình an để con bé yên tâm đã vâng giang sách đạp chân ga tốc độ nhanh hơn xe lao vút ra bên ngoài trong khách sạn sau khi tỉnh lại tân uẩn phát hiện trong phòng chỉ còn lại có một mình mình trong lòng thầm nghĩ chắc Giang Sách đã xuất phát đi cứu người rồi. Cô ấy ở đây cũng rất sốt ruột, nhưng lại không có cách nào. Chỉ có thể chờ. Một lần chờ là những mấy giờ, chờ mãi vẫn chưa thấy người về, Tân Uẩn vừa vội lại đói, vì thế lấy chìa khóa rời khỏi phòng, đi tới tầng một đại sảnh khách. San, Tân Uẩn rời khỏi khách sạn, tìm một quán ăn ở gần đó ngồi xuống. Thưa cô, đây là thực đơn, một nhân viên phục vụ đẹp trai đưa thực đơn tới, Mỉm cười đứng ở bên cạnh Tân Uẩn. Tân Uẩn tùy ý mở ra xem, cũng không biết nên ăn món nào mới ngon. Nhân viên phục vụ đề cử, thưa cô, cô có muốn nếm thử đặc sản của nhà hàng chúng tôi là tôm om không, 178 tệ một suất? Có hơi đắt, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Tân Uẩn gật đầu, được, chọn món này đi. Còn gì nữa không ạ? À? Một bát cơm, vậy thôi. Vâng, lập tức mang thức ăn lên cho quý khách ngay đây ạ. À không tới 10 phút sau, đồ ăn được bưng lên, một bát đầy tôm om. Tân Uẩn có chút bất ngờ, sao một suốt này nhiều tôm thế? 178 tệ, quả đúng là xứng với cái giá này, lượng tôm quả thật rất nhiều. Tân Uẩn cũng không nghĩ nhiều mà đã bắt đầu ăn. Sau khi ăn được 20 phút, cô ấy đã ăn no, nhưng tôm trong bát mới ăn chưa tới 1 phần tư. Cô ấy bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra sức ăn của mình còn quá nhỏ. Tân Uẩn nói: "Phục vụ, tính tiền, thuận tiện gói giúp tôi số tôm còn lại." Nhân viên phục vụ lập tức đến đóng gói tôm cho cô ấy, sau đó thanh toán hóa đơn. "Tổng cộng hóa đơn của cô là 21.500 tệ, xin hỏi cô quẹt thẻ hay trả tiền mặt?" "Cái gì?" Tân Uẩn ngẩn cả người. "Không phải mình chỉ gọi một suất tôm 178 tệ thôi sao? Tính cá cơm và đồ ăn, có thể nào cũng sẽ không vượt quá 190 tệ?" đối phương lại dám mở miệng đòi hơn hai vạn tệ, lừa người à. Có phải anh tính nhầm không? Tân Uẩn hỏi. Không hề ạ. À. Thế thì sao lại hết ngần ấy? Không phải tôm là 178 tệ một suất sao? Tôi lại không gọi thêm đồ ăn khác. Nhân viên phục vụ nở nụ cười. Tôm là 178 tệ một suất, bát này của cô có 112 con, không phải là 112 suất sao? Tân Uẩn trợn tròn mắt, tôm nhà các anh tính một con một suất à? Audio điện tử võ tấn bền. chương 511, khinh người quá đáng mà. Nhân viên phục vụ đều bị dọa chết khiếp, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha thứ. Đừng, đừng đánh nữa. Tôi từ bỏ một vạn tệ này còn không được sao. Giang sách lắc đầu, thế sao được. Chúng tôi không phải người ăn cơm không chịu trả tiền. Loại chuyện như ăn cơm không trả tiền này, tôi không làm được. Nhân viên phục vụ quả thực không còn gì để nói. Bọn họ mở nhà hàng lừa đảo sợ nhất là loại khách có thực lực, lại dã man không hiểu chuyện này. Nhà hàng lớn bắt nạt khách thì khách lớn cũng có thể bắt nạt nhà hàng. Thực lực của giang sách đủ để đè bẹp đảm bảo vệ, đã thế lại còn, dã man không hiểu chuyện, gặp được người như thế, bọn họ chỉ có thể nhận tội. Nhân viên phục vụ khóc sụt sùi nói, chuyện đó, bát tôm kia một bát một suất, một suất 178 tệ, vừa rồi anh đã thanh toán hơn 1.000 tệ, thừa rồi lời này khiến người bên trong nhà hàng đều phải bật cười. Thì ra nhân viên lòng dạ hiểm độc, cuối cùng cũng trỗi dậy lương tâm, một bát tôm om lớn như vậy chỉ lấy có 178 tệ, quả thực là giá kịch sàn. Hết cách rồi, nếu anh ta không chủ động hạ giá xuống thấp thì giang sách sẽ tiếp tục trả tiền, bảo vệ của nhà hàng bọn họ có không muốn cũng phải góp cái mạng nhỏ vào. Giang sách được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Vậy sao? Vậy được rồi, nếu đã như vậy, thế anh trả tiền thừa lại cho tôi đi. Nhân viên phục vụ ngẩn to te, tiền thừa gì? Tính toán tiền bạc kiểu gì vậy? Giang sách nghiêm túc nói, không phải anh nói chỉ cần 178 tệ thôi sao? Tôi đã thanh toán hơn 1.000 tệ rồi, theo lý mà nói, không phải anh nên trả tiền thừa lại cho tôi sao? Chuyện này, từng gặp qua người không phân rõ phải trái rồi, nhưng chưa gặp qua ai không phân rẽ phải trái như vậy. Đại gia ngài tới ăn cơm, chẳng những không trả một tệ nào, đánh cho cả quán từ trên xuống dưới một trận, xong rồi còn muốn người ta trả tiền thừa. Nhân viên phục vụ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói ra. Được, được, trả tiền thừa, tôi trả tiền thừa. Nhân viên phục vụ lấy ra một nghìn tệ tiền mặt đưa cho Giang Sách, đây, đây là một nghìn tệ trả cho anh, mong anh cất kỹ. Giang Sách không chút khách khí nhận lấy tiền. Xong xuôi, anh còn chỉ vào bát tôm còn chưa ăn xong, những thứ này cũng đều gói lại cho tôi mang đi, tôi không phải người lãng phí lương thực. khinh người quá đáng mà. Nhân viên phục vụ cắn răng, mang hộp tới đóng gói, gắp hết tôm trong bát vào hộp gói lại, đưa cho giang sách. Anh ta làm việc ở nhà hàng này đã 4-5 năm, không biết từng làm thịt qua biết bao du khách đến từ nơi khác, mỗi một lần đều kiếm một món hời lớn, nhưng chưa từng gặp ai vừa không nói lý lại có thực lực mạnh như giang sách khiến anh ta thật sự không có cách nào với anh. Giang sách vừa sách hộp, vừa cười nói, ừm, thái độ phục vụ của nhà hàng các anh cũng không tệ lắm, chờ tôi làm xong việc, có rảnh sẽ trở lại nhà hàng các anh ăn cơm. Còn trở lại, nhân viên phục vụ sắp bị dọa chết khiếp rồi, hận không thể nhanh chóng tiền vị ôn thần này đi, tương lai không còn gặp lại nữa. Giang sách ném cho Tân Uẩn một ánh mắt ra hiệu, sau đó hai người rời khỏi khách sạn. Ra khỏi cửa lớn, Tân Uẩn thở vào một hơi, vỗ ngực nói, Giang Sách, lần này lại phải cảm ơn anh rồi, nếu không có anh, hôm nay chắc tôi đã bị làm thịt hơn một vạn tệ. Nói xong cô ấy lại hỏi, đúng rồi, nếu anh trở lại, thế ba tôi đâu? Giang Sách chỉ vào một chiếc xe thể thao mui trần đậu ở ven đường. Tân Uẩn nhìn theo hướng ngón tay anh, chỉ thấy Tân Tử Dân ngồi ở trên ghế sau xe, mặt mày mỉm cười nhìn cô ấy. Ba, Tân Uẩn chạy bước nhỏ tới, động nói, ba, ba không sao chứ. Tân tử dân mỉm cười đáp, có gặp chút rắc rối nhưng không nguy hiểm, ít nhiều cũng nhờ có giang sách hỗ trợ, bằng không, cái mạng già này của ba phải chết ở Nam Thành rồi, nào, lên xe đi. chương 512, oan gia ngõ hẹp, xe. Lúc này, Tân Uẩn mới kịp quan sát chiếc xe thể thao mui trần trước mặt, trông cũng phải vài trăm vạn. Ba, xe này là... Người ta tặng. Ai, chính là đám người bắt cóc ba đó. Tân Uẩn chẳng hiểu ra làm sao, những tên bắt cóc tân tử dân làm sao có thể tặng ích e ông. Kể chuyện cười quốc tế à? Giang sách đi tới nói, trong khoảng thời gian ngắn ắt không thể kể rõ ràng được, lên xe trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Mấy người lần lượt lên xe, giang sách khởi động động cơ, mục tiêu là đến một cây TV đã được Thủy Vân Thiên đưa vào hoạt động. Trên đường, tân tử dân nói ra mục đích ông đến Nam Thành lần này, cùng với chuyện vì sao lại có liên quan đến đám người sơn tiêu cho Tân Huẩn nghe, nghe Tân Tử Dân kể lại, Tân Huẩn vẫn còn sợ. Nếu không có giang sách, chỉ sợ không riêng gì Tân Tử Dân, ngay cả chính cô ấy cũng sẽ mất mạng tại Nam Thành. Chỗ này, trông thì phồn hoa, nhưng trên thực tế nơi nào cũng che giấu những hoạt động, thủ đoạn mà người bình thường không nhận ra, hơi không chú ý sẽ chìm sâu vào vũng bùn, ví dụ như nhà hàng lừa đảo làm thịt khách mới vừa xong. Đương nhiên, đó chỉ là một góc của núi băng, tội ác dưới cái mã phồn hoa của Nam Thành còn khủng bố hơn nhiều. Nửa giờ sau, xe dừng lại, ba người lần lượt xuống xe. Cây TV tụ tinh Đây là một cây TV được đưa vào hoạt động tại Nam Thành dưới danh nghĩa của Thủy Vân Thiên, là một cây TV cao cấp, người đến đây tiêu xài không phú cũng quý. Người bình thường muốn vào hát một bài, cắn tí hạt dưa cũng không có quyền. Ba người giang sách vừa đến cửa, đã bị bảo vệ ngăn lại mời đưa ra thẻ VIP. Đây, tân tử dân lấy ra chiếc thẻ VIP trước đó lấy được từ chỗ Sơn Tiêu. Sau khi bảo vệ xác nhận, thẻ VIP là thật, hơn nữa còn có thể dẫn theo tối đa 5 người vào. Vì thế, ba người giang sách, tân tử dân, tân uẩn thoải mái tiến vào cây TV tụ tinh. Căn cứ theo tin tức mà tân tử dân có được, tối hôm nay nơi này sẽ tiến hành buổi bán đấu giá ngầm, mỗi vật phẩm được mang lên bán đều là vật vô giá. Trước khi bắt đầu buổi bán đấu giá, bọn họ chỉ giống như các vị khách bình thường, được sắp xếp vào một gian phòng tiêu chuẩn. Đồ ăn vặt, đồ uống miễn phí được đưa đến, muốn hát hò gì thì tùy. Tân Uẩn nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này không có gì khác với những quán cây tivi bình thường nhỉ, ngoài vẻ xa hoa hơn một chút. Tôi cũng không thấy nó có phòng để đấu giá, đến lúc đó phải tiến hành bán đấu giá như thế nào. Về chuyện này, Tân Tử Dân cũng không hiểu lắm. Thủy Vân Thiên là thế lực ngầm lớn nhất Nam Thành, thế lực này bao phủ khắp Nam Thành, không thể khinh thường. Mỗi một lần tổ chức bán đấu giá đều chọn một địa điểm khác biệt, lần này quyết định tổ chức tại KTV Tụ Tinh, nhất định là có lý do riêng của bọn họ. Còn về việc phải tiến hành bán đấu giá thế nào thì còn xem đến lúc đó ban tổ chức sắp xếp thế nào. Tân tử dân vừa nói xong, bỗng nhiên cửa phòng bị người ta mở ra, chỉ thấy một nam một nữ đứng ở phòng cửa. Quan ra ngõ hẹp, người tới chính là Thạch Văn Bình sau lần trao đổi về y học trước đó nhà họ thạch và nhà họ tân đã không còn có qua lại không nghĩ tới lại gặp nhau ở nam thành trên mặt thạch văn bình mang theo ý cười nhưng trong mắt lại để lộ sự tà tính trong ngực anh ta ôm một người phụ nữ tóc vàng cuộn sóng vóc dáng cao gầy dáng người thon dài thạch văn bình mở miệng trước nói vừa rồi nhìn thấy mấy người ở đại sảnh đã cảm thấy quen mắt không nghĩ tới thật sự là mấy người người nhà họ Tân cũng cảm thấy hứng thú với buổi đấu giá lần này sao? Tân tử dân trợn trắng mắt, căn bản không muốn đáp lại anh ta. Thạch Văn Bình không thèm để ý, lại còn tỏ vẻ quen thân nói, đúng rồi, quên giới thiệu cho mấy người, vị bên cạnh tôi đây chính là bạn gái mới của tôi, Zerlis. Trường 513, bắt đầu tính giờ, tân tử dân liếc nhìn người phụ nữ đó, rồi khẽ cười. Rõ ràng là người trong nước nhưng lại đặt tên nước ngoài, sao thế cô định ra nước ngoài nhưng không được nên ở trong nước à sắc mặt zelis không được vui cho lắm lão già ông ăn nói kiểu gì đấy thạch văn bình cười ha hả ông cụ tân vẫn hài hước y như lúc trước mọi người cứ hát tiếp đi lát nữa gặp lại rồi anh ta dẫn zelis rời đi tân tử dân lo lắng nói thạch văn bình tới đây chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì chẳng lẽ cậu ta cũng tới đây vì biển thước thần châm ư Giang sách đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng. Dựa vào điều tra trước đó, nếu anh đoán không lầm thì có lẽ nhà họ Thạch đang tiến hành mua bán nội tạng cơ thể người ở trong bóng tối. Do lúc trước bị cảnh sát truy xét nên tạm thời bị đứt đoạn. Lần này nhà họ Thạch tới Nam Thành, rất có thể là vì nội tạng cơ thể người ở trong thị trường thế giới ngầm, nếu có. Ba người bọn họ cũng không có tâm trạng để hát hò nữa, mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh đã tới thời gian đấu giá, Màn hình lớn phòng bao cây tivi bỗng bị gián đoạn, rồi xuất hiện một dòng chữ, mời các vị tới đại sảnh tầng 3. Dòng chữ xuất hiện tầm nửa phút thì rồi trở về như lúc ban đầu. Xem ra màn hình ở đây đều có thể điều khiển từ xa. Tân tử dân phủi áo đứng dậy nói, đi thôi, buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu rồi. Ba người lần lượt rời khỏi phòng bao, rồi nghe theo đi lên đại sảnh tầng 3. Lúc này trong đại sảnh đã tập hợp không ít quan to hiển hách, mỗi người đều ăn mặc rất ổn thỏa vừa nhìn là biết người có tiền bọn họ đợi một lúc thì một bức tượng bỗng tách ra làm hai đồng thời vách tường cũng từ từ tách ra sau đó xuất hiện một hành lang rộng lớn hai bên hàng lang treo đủ loại tranh chữ trông rất bắt mắt có nhân viên công tác chạy tới nói buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu rồi mời các vị đi vào đây để tiến vào hội trường tân tử dân nhìn mà tấm tắc khen ngợi thủy vân thiên đúng là giàu có thiết kế cơ quan này rất thú vị. Mọi người chẳng hề hoảng loạn đi vào hành lang, hình như cuối hành lang được bố trí như dạp chiếu phim với các dãy ghế ngồi. Trước mặt là một sân khấu rộng rãi, bây giờ vẫn đang kéo rèm đỏ. Ghế ngồi không hề có hạn chế, mấy người gian sách tìm một chỗ hơi lệch rồi ngồi xuống, Thạch Văn Bỉnh cũng dẫn Zerlis ngồi trước bọn họ một dãy ghế. Đợi bọn họ ngồi vào vị trí rồi, màn sân khấu mới từ từ được kéo lên. MC cầm micro đứng trên sân khấu, khẽ ho một tiếng để thử mic rồi mới bắt đầu đọc diễn thuyết về buổi đấu giá. Các vị quan khách, chào buổi chiều. Tôi là MC cho buổi đấu giá lần này, hôm nay tôi sẽ mang tới một loạt vật phẩm đấu giá tinh xảo phong phú cho mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích. Trước khi đấu giá chính thức, trước bên trái của mỗi vị đều có một màn hình nhỏ, chỉ cần đút thẻ VIP vào là có thể xem toàn bộ vật phẩm trong buổi đấu giá lần này cũng như trình tự của buổi đấu giá. Bây giờ mọi người có 15 phút để tiến hành quan sát, trước khi đấu giá chính thức, mọi người hãy quyết định xem mình nên đấu món đồ nào. Bắt đầu tính giờ. Mọi người đều đút thẻ vào trong chỗ đút thẻ, để lấy số rồi tiến hành kiểm tra. Tân tử dân cũng đút thẻ vào. Trên màn hình nhỏ hiện lên một mục lục, phía trên có đánh số, tên, ảnh và giới thiệu sơ lược về vật phẩm. Toàn bộ mục lục có 24 vật phẩm, có lẽ sẽ đấu rất lâu tân tử dân kéo mục lục lên, rồi tìm thấy vật phẩm mà ông ấy muốn đấu giá ở vị trí thứ 8 đó chính là biển thước thần châm. chương 514, chuyện này là lẽ đương nhiên. Đúng lúc này, Thạch Văn Bình ngồi ở dãy ghế trước bọn họ bỗng quay đầu lại cười hỏi, ông cụ vân lần này ông tới đây mà muốn đấu giá món đồ gì? Tân tử dân phớt lờ anh ta. Thạch Văn Bình cười ha hả nói, ông cụ Tân, nhà họ Thạch chúng tôi có quan hệ tốt với nhà họ Tân các ông, nếu các ông không đủ tiền thì cứ việc nói với tôi tôi sẽ cho ông mượn nhưng với tiền đề là ông không được dành cùng một món đồ với tôi bằng không thế hệ sau như tôi sẽ rất lúng túng đúng rồi tiền đề mà tôi nói với ông chính là biển thước thần châm hy vọng ông cụ tân đừng tranh giành với tôi anh ta đã điều tra rất rõ tân tử dân muốn gì rồi nên câu nói lùi một bước tiến hai bước này thật sự tàn nhẫn tân uẩn bất mãn nói thạch phan bình nhà họ thạch mấy người là ngoại khoa thì cần biển thước thần châm để làm gì thạch văn bình cười nói cô không thể nói như vậy được là một bác sĩ sao có thể không cảm thấy hứng thú với biển thước thần châm chứ sao thế mấy người đừng nói với tôi rằng mấy người cũng nhìn chúng thần châm đấy nhé tân tử dân hừ lạnh nói tôi là nhìn chúng đấy thì sao thạch văn bình cố làm ra vẻ lắc đầu hai sao lại thế này chứ vậy ông cụ tân hà tôi phải xin lỗi rồi e rằng hôm nay tôi không thể cho ông được toại nguyện, nhà họ Thạch chúng tôi nhất định phải lấy được thần châm này. Thạch Văn Bình đánh phủ đầu tân tử dân. Còn chưa đấu giá chính thức mà anh ta đã hạ, thư khiêu chiến, rồi, hoàn toàn không đặt tân tử dân vào mắt. Chuyện này là lẽ đương nhiên. Nếu bàn về y thuật thì 10 Thạch Văn Bình cũng không phải là đối thủ của tân tử dân, nhưng bàn về của cải thì tân tử dân vẫn còn kém xa mấy năm nay vị trí đứng đầu giới y dược khu vực giang nam luôn bị nhà họ thạch nắm giữ bọn họ cũng thừa cơ vơ vét không ít tiền cộng thêm chuyện bọn họ đã làm không biết bao nhiêu thủ đoạn thiếu đạo đức ở trong bóng tối nên càng kiếm được nhiều tiền hơn mặc dù nhà họ tân cũng có tiền nhưng chỉ so với người bình thường mà thôi nếu thật sự so bì với nhà họ thạch thì của cải nhà họ tân hoàn toàn không đáng được nhắc đến đây cũng là lý do thạch văn bình đánh phủ đầu tân tử dân thạch văn bình mỉm cười quay đầu lại dáng vẻ đã có dự tính từ trước trong lòng tân tử dân khó chịu có thạch văn bình nhúng tay vào nói thật ông ấy hoàn toàn không thể giành được biển thước thần châm về tay hội trường vốn không có bao nhiêu liên quan đến y thuật nên chẳng có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú với biển thước thần châm tân tử dân vốn nghĩ rằng mình đã được hời ai ngờ lại đụng phải đối thủ cũ thạch văn bình ông ấy nhíu chặt mày e rằng chuyến này đi công cốc rồi Nghĩ đến đây, trong lòng tân tử dân liền khó chịu. Thời gian 15 phút nhanh chóng trôi qua, MC cầm micro cười híp mắt nói ok, thời gian đã đến, chắc mọi người cũng đã xem hết mục lục, trong lòng cũng đã dự tính muốn đấu vật phẩm gì rồi đúng không? Vậy thì không cần phải phí lời nữa, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên là vật phẩm đấu giá thứ nhất quạt ngà voi. Nhất thời có hai cô gái ăn mặc nóng bỏng gợi cảm trang điểm xinh đẹp, đẩy một chiếc xe nhỏ lên sân khấu, mà trên chiếc xe nhỏ là một cái giá thạch anh tinh xảo. Chiếc quạt đang được để lên giá thạch anh. Quạt được điêu khắc bằng ngà voi, mặt chính diện của chiếc quạt còn có chữ viết tay của Trương Đại Thiên, thoạt nhìn là biết có giá trị liên thành. MC Từ Tốn nói, "Quạt ngà voi, giá khởi điểm là 20 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp quá 5 vạn, bây giờ bắt đầu chính thức đấu giá." Lập tức có người ra giá 25 vạn, bên kia lại có người ra giá 30 vạn. Mọi người cứ lần lượt ra giá, không khí buổi đấu giá được khuấy động, cuối cùng quạt ngà voi được người khác lấy được với mức giá 55 vạn. Ai ngờ quạt ngà voi này chỉ là món khai vị, còn trò hay thật sự đang đợi ở phía sau. Chương 515, cô ấy nên nhận lấy. Sau đó vật phẩm đấu giá tiếp theo được lấy ra, không khí trong hội trường cũng được đốt cháy. Sau khi năm vật phẩm đấu giá được người khác giành được, MC lại lấy vật phẩm đấu giá thứ sáu ra cho mọi người xem, đó chính là dây chuyền ngọc bích. Hơn nữa sợi dây chuyền này còn có ý nghĩa sâu xa, nghe nói là do một ông cụ 90 tuổi mua cho vợ hồi còn trẻ, sau khi vợ chết rồi thì ông cụ đã bán sợi dây chuyền này đi. Sau đó, sợi dây chuyền này qua tay nhiều người, rồi mới tới tay Thủy Vân Thiên. Đây là sợi dây chuyền ngọc bích tượng trưng cho tình yêu. Giá khởi điểm là 300 vạn mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn 50 vạn. Nhìn thấy sợi dây truyền ngọc bích này rồi nghe xong lời miêu tả về nó, giang sách bỗng sửng suốt mười mấy giây. Tại sao sợi dây truyền này lại nhìn quen đến thế? Hình như anh đã nghe thấy câu chuyện ở phía sau ở đâu rồi. Ngấm kỹ lại anh mới nhớ ra, đó chính là sợi dây truyền mà lần trước anh đi công tác cùng bà xã Đinh Mộng Nhiên đã mua tặng cho cô. Sợi dây truyền đó luôn được Đinh Mộng Nhiên cất giữ, sao có thể qua tay nhiều người rồi tới tay thủy vân thiên được? chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó chính là sợi dây truyền ở trước mặt này là giả. giang sách bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra đồ trong tay thủy vân thiên cũng chưa chắc là đồ tốt hết, mà cũng có thật có giả. dù gì đồ xấu hay đồ tốt cũng phải dựa vào phán đoán của con người. vì là sợi dây truyền tượng trưng cho tình yêu, nên đã thu hút không ít sự tò mò từ những người có mặt trong hội trường. Mặc dù bọn họ không cảm thấy hứng thú với dây chuyền ngọc bích, nhưng bọn họ lại không ngại mua một sợi dây chuyền như vậy để làm món quà tặng người mình yêu. Kể cả Thạch Văn Bình. Anh ta quay đầu lại nhìn Giang Sách rồi nói bằng giọng điệu mỉa mai, đây chính là sợi dây chuyền tượng trưng cho tình yêu, là lời chúc phúc chân thành nhất cho tình yêu, anh không mua một sợi về tặng cho người mình yêu à. Giang Sách chỉ mỉm cười, chứ không nói gì. Sơ bổ sung thêm một câu, anh yêu à, anh đừng nói móc người ta nữa, anh xem bộ dạng của anh ta đi, làm gì có tiền để mua món quả quý giá như vậy. Thạch Văn Bình vuốt tóc sơ công chúa nhỏ của anh, để anh mua sợi dây chuyền này cho em. Lúc nói, anh ta vẫn không quên đắc ý trước mặt Tân Uẩn. Thạch Văn Bình luôn cho rằng Tân Uẩn và Giang Sách đang ở bên nhau, nên mới cực kỳ đố kỵ Giang Sách, rồi tỏ thái độ bất mãn khi Tân Uẩn đã chọn nhầm người. Anh ta luôn muốn chứng minh rằng mình mạnh hơn Giang Sách. Nhưng trên thực tế, Giang sách chẳng hề có tình cảm sâu đậm gì với Tân Uẩn. Thạch Phan Uẩn giơ tay lên ra giá, tôi ra giá 450 vạn. MC gật đầu nói, vị tiên sinh này đồng ý ra giá 450 vạn để lấy được sợi dây truyền ngọc bích này, xin hỏi còn ai đồng ý ra giá nữa không? Hội trường im lặng, 450 vạn mua một sợi dây truyền, quả thật có hơi đắt, bản thân mọi người đều không có nhiều hứng thú với nó cho lắm, bây giờ giá cả lại cao thì càng không muốn mua. Nhưng trong góc lại vang lên một giọng nói hơi yếu ớt. Tôi ra giá 600 vạn. Là Giang Sách. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bên này, mà người kích động nhất không ai khác ngoài Tân Huẩn, tim cô ấy đập thình thịch, chẳng lẽ mục đích Giang Sách mua sợi dây chuyền này là để bày tỏ tình yêu với cô ấy? Không, không thể nào, Giang Sách là người đã có vợ rồi. Vậy, ngộ nhỡ Giang Sách thật sự phản bội vợ mình để bày tỏ tình yêu với cô ấy thì phải làm sao đây? cô ấy nên nhận lấy. Hay từ chối đây? Dưới tình huống giang sách không nói gì cả, Tân Uẩn đã tự làm khó mình. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ lạnh lùng kiêu ngạo như cô ấy có biểu hiện mất bình tĩnh như vậy. Audio điện tử võ tấn bền. chương 516, anh thì biết cái quỷ gì? Thạch Văn Bình nhíu mày. Rồi xoay người nhìn về giang sách, tên kia, anh có ý gì? Giang sách cười khẩy, ý tôi là tôi muốn sợi dây chuyền này. Anh muốn ư, Thạch Văn Bình há miệng cười to, tên kia, sao anh không soi lại mình thử xem anh có xứng không? Anh ta giơ tay lên nói, 700 vạn, tôi muốn sợi dây chuyền này. Giang Sách đáp lại ngay, 800 vạn. T. Một sợi dây chuyền được đẩy lên mức giá 800 vạn, đây chắc chắn là con số cao, nói thật, nó đã hơi vượt qua ngoài dự đoán. Vẻ mặt Thạch Văn Bình đầy bất mãn, tên kia, mẹ kiếp anh chán sống đúng không? Anh cố ý đối đầu với ông đây đúng không? Giang sách giơ tay lên nói, anh có giỏi thì tăng giá lên đi, chẳng lẽ người nhà họ thạch các anh chỉ giỏi chém gió thôi sao? Chứ thực chất là nghèo đến rất mùng tơi đúng không? Mụ nội nó, thạch văn bình tăng giá lên ngay tức khắc, tôi ra giá một nghìn vạn. Anh ta còn chưa kịp dứt lời, giang sách đã đáp lại ngay, một nghìn hai trăm vạn. Giá của giang sách cao hơn anh ta một bậc. Thạch Văn Bình không vui, bỏ ra 1.200 vạn để mua một sợi dây truyền ngọc bích mức giá này hoàn toàn không đáng. Anh ta đã có ý định rút lui rồi. Giang sách chế diếu, là ai đòi tặng cho người mình yêu sợi dây truyền tượng trưng cho tình yêu thế, ha ha, hóa ra tình yêu của mấy người lại hèn hạ đến thế, còn mua dây truyền ngọc bích gì chứ? Theo tôi thấy, anh cứ mua dây truyền làm từ thủy tinh vỡ là đủ rồi. Thạch Văn Bình nghiến răng nói, Giang sách, anh đang cố ý đối đầu với tôi đúng không? Tôi khuyên anh làm người thì đừng nên chọc giận tôi, bằng không anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu thế à tôi cũng muốn mở mang tầm mắt xem anh có bản lĩnh gì thạch văn bình hoàn toàn bị chọc giận hôm nay nói thế nào thì anh ta cũng phải lấy được sợi dây chuyền này một nghìn vạn thạch văn bình lại ra giá lần nữa sau đó giang sách lại cười lần nào ra giá cũng chậm chạp như vậy xem ra nhà họ thạch các anh rất nghèo thì phải anh giơ tay lên ra hiệu tôi ra giá một nghìn năm trăm vạn Thạch Văn Bình quát lớn, mẹ kiếp, ông đây ra giá 2.000 vạn. Dây chuyền Ngọc Bích với mức giá khởi điểm là 300 vạn đã được đẩy lên tới 2.000 vạn. Mức giá này đã vượt xa mức giá ban đầu, có thể nói là hoàn toàn không đáng. Nhưng vì sĩ diện, vì cái gọi là tình yêu mà Thạch Văn Bình đã nghiến răng mua cho bằng được. Lúc này, giang sách tính toán một lát, cũng gần đủ rồi. Thế là anh rất tự giác rút lui khỏi cuộc đấu giá hai vạn mua một sợi dây truyền ngọc bích, anh thật cừ, tôi theo không lại. Thạch Văn Bình thở phào nhẹ nhõm cười chế giễu, tên kia, giờ anh đã biết sự lợi hại của tôi rồi chứ. Muốn so độ của cải với nhà họ Thạch chúng tôi, đúng là lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức. Giang sách cười nói, đúng vậy, của cải nhà họ Thạch các anh thật kinh người, không ngờ lại bỏ ra 2.000 vạn để một sợi dây truyền giả, tôi cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa làm vậy chẳng khác nào nói thứ tượng trưng cho tình yêu của hai người cũng là giả hay sao thạch văn bình khinh thường nói mẹ kiếp anh chính là điển hình cho hạng người không ăn được nho chê nho xanh anh ta vỗ tay nói mc tôi yêu cầu ông mời chuyên gia giám định tới đây một chuyến để giám định xem sợi dây chuyền này là thật hay giả mc gật đầu nói được chẳng mấy chốc một chuyên gia giám định đi tới hội trường rồi tiến hành giám định sợi dây truyền ngọc bích mà Thạch Văn Bình đã đấu giá 2.000 vạn. Trong quá trình đó, Thạch Văn Bình lạnh lùng nhìn Giang Sách nói, tên kia, anh cứ đợi đấy, đợi có kết quả giám định rồi, để tôi xem anh bị vả mặt đến mức nào. Anh dám nói đồ tôi mua là hàng giả ư, anh thì biết cái quỷ gì. Giang Sách chỉ mỉm cười không nói gì. Mọi người kiên nhẫn đợi gần 10 phút mới có kết quả giám định. Chuyên gia rè dặt nói, dựa vào phán đoán giám định kỹ lưỡng của tôi, thì sợi dây chuyền này thật sự được làm từ chất liệu ngọc bích chứ không phải là hàng giả. Thạch Văn Bình liền nở nụ cười. Nhưng, sợi dây chuyền này chỉ dùng vật liệu thừa của ngọc bích khác để gia công, nên giá trị thực sẽ không vượt quá 5 vạn. chương 517, tim của Tân Huẩn rất đau. Sau khi chuyên gia nói ra kết quả thì sắc mặt Thạch Văn Bình khó coi như gan lợn. 5 vạn ư, Ông có chắc sợi dây chuyền này chỉ có giá 5 vạn thôi không? Anh ta cho rằng giá trị của sợi dây chuyền này sẽ không được cao cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi thấp như vậy đúng không? Hơn nữa câu nói này đã thật sự khẳng định những lời mà Giang Sách đã nói, đây là hàng giả được mô phỏng theo. Đã là hàng giả thì làm sao có thể tượng trưng cho tình yêu cơ chứ? Thạch Văn Bình khóc không ra nước mắt, anh ta cảm thấy mình đã bị lừa. Anh ta bỗng quay đầu lại lườm Giang Sách, "Từ đầu anh đã biết là hàng giả rồi đúng không? Vậy tại sao anh còn cạnh tranh giá với tôi?" Giang Sách nhún vai đáp, "Tôi chỉ muốn xem nhà họ Thạch các anh có bao nhiêu của cải." "Ừm, quả nhiên cực kỳ hùng hậu như tôi nghĩ, nhà họ Thạch thật sự rất lợi hại." Thạch Văn bình tức đến mức muốn giết người. Dù nhà họ Thạch giàu đến cỡ nào cũng không thể lãng phí như thế. Anh ta dùng ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Giang Sách, "Anh, rõ ràng anh biết là hàng giả." còn cố ý cạnh tranh giá với tôi, để đào hố cho tôi nhảy vào đúng không? Đồ khốn, anh không phải là người." Giang Sách tỏ vẻ vô tội. "Làm ơn đi, là anh tự mình muốn tranh giành, chứ tôi đâu có chĩa súng vào ép anh mua đâu. Nếu anh không tranh giành, chẳng phải sợi dây chuyền này đã bị tôi đấu được rồi hay sao?" Thạch Văn Bình vừa gấp vừa tức. "Sao anh ta có thể không tranh giành chứ? Phải biết rằng những lời mà Giang Sách mới nói đã đẩy anh ta vào ngõ cụt." một chiêu ép anh ta không thể không làm người coi tiền như rác. Giang sách, anh thật tàn nhẫn. Nhưng kinh tế nhà họ thạch chúng tôi rất vững chắc, chẳng phải chỉ là 2.000 vạn thôi sao. Ông đây chẳng thèm quan tâm. Anh ta thở phì phò ngồi xuống, miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất để tâm. Trái tim đang đập liên hồi của Tân Uẩn ngồi ở bên cạnh cũng bình tĩnh trở lại. Mới đầu, cô ấy còn tưởng giang sách là vì cô ấy mới đấu sợi dây chuyền này, ai rè giang sách chỉ vì trêu đùa Thạch Văn Bình nên mới đấu giá, chứ không liên quan gì đến cô ấy. Tim của Tân Uẩn rất đau. Thậm chí vành mắt của cô ấy đã lấp lánh nước mắt, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, bắt cô ấy phải lòng một người đàn ông mà mình chẳng bao giờ có được. Đúng lúc này, MC lên tiếng nói, chúng ta đã đấu liên tục 6 vật phẩm rồi, tôi tin rằng mọi người đã hơi mệt mỏi, nên chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút đi, để ai muốn đi vệ sinh thì đi, Ai muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhắm mắt nghỉ ngơi, ai muốn đi chuẩn bị tiền thì đi chuẩn bị. 15 phút sau sẽ tiếp tục đấu giá. Chương 518, anh định tính rõ ràng như thế nào với bọn họ? Dứt lời MC liền bước xuống sân khấu. Một nhóm các cô gái trẻ trung xinh đẹp đi lên sân khấu nhảy những vũ điệu sexy, nóng bỏng. Bọn họ giống như nhóm cổ vũ trong trận đấu bóng rổ, để mấy vị khách có mặt tại đây được bổ mắt. Trong lúc mọi người đang thưởng thức thì điện thoại của Giang Sách bỗng rung lên. Là tin nhắn do Mộc Dương Nhất gửi tới với nội dung là: "Hàng sau sân khấu, tính từ bên trái, cô gái thứ ba buộc tóc đuôi ngựa ở hai bên chính là Tiểu Điệp." Giang Sách nheo mắt lại. Anh nhìn chằm chằm cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở hai bên kia. "Chúng tôi tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, Tiểu Điệp." Cô ấy là người phụ nữ mà Tôn Tại Ngôn luôn nhớ nhung tới. Nhiều năm về trước bị gia chủ nhà họ Tôn Bí mật đưa tới Nam Thành, rồi bán cho Thủy Vân Thiên, cả đời chỉ có thể đóng vai nô lệ. Mặc dù cuộc sống chưa hẳn là thiếu thốn, nhưng cả đời này lại không có được tự do. Như cá trong chậu, chim trong lồng, thật sự rất đáng thương. Giang Sách không vội vàng dẫn Tiểu Diệp đi ngay, thứ nhất là vì anh chưa tìm ra điểm mấu chốt của Thủy Vân Thiên, thứ hai là vì Tiểu Diệp có muốn đi cùng anh hay không cũng là một vấn đề. Anh phải hành động trong tình huống không có bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ anh đã tìm được người rồi, tiếp theo chỉ cần nhìn chằm chằm cô ấy, rồi tìm cơ hội đưa người đi nữa là xong. Nhưng với tiền đề là tiểu điệp phải đồng ý đi cùng anh. Trong 15 phút nghỉ giải lao, Thạch Phan Bình và Zerlis cũng rời khỏi vị trí. Bọn họ đi tới một góc không người rồi thì thầm bàn bạc. Zerlis bĩu môi, trên mặt tràn ngập vẻ không vui, hừ chúng ta bỏ ra 2.000 vạn để mua một sợi dây truyền giả. Chỉ cần nghĩ đến thôi em đã thấy tức rồi, cái tên giang sách kia thật sự không phải là người. Thạch Văn Bình khẽ nói, em đừng lo lắng, anh sẽ tính sổ rõ ràng món nợ này với bọn họ. Anh định tính rõ ràng như thế nào với bọn họ? Thạch Văn Bình dúi một gói thuốc bột vào tay zelis đây là thuốc do nhà họ Thạch của anh nghiên cứu chế tạo ra. Sau khi uống nó vào sẽ cực kỳ ham muốn, đợi đến khi cuộc đấu giá sắp kết thúc, em hãy hẹn riêng một mình tân uẩn ra ngoài sau đó mời cô ta uống trà rồi lén bỏ vào trà của cô ta đợi cô ta uống xong rồi em hãy rời khỏi hiện trường anh sẽ sắp xếp người tới đưa cô ta đi không những thế mà anh còn phát tán những bức ảnh cô ta bị đùa bỡn lên màn hình lớn ha ha tân uẩn chẳng phải cả đời này cô luôn kiêu ngạo lạnh lùng hay sao chẳng phải cô luôn coi thường thạch văn bình tôi hay sao vậy thì tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác bị nhiều người đàn ông đùa bỡn. Hơn nữa cô còn đang chủ động cầu xin mình được đùa bỡn. chương 519, kỳ tích trong giới y học. Sơ hơi khó hiểu. Chẳng phải anh muốn đối phó với giang sách hay sao? Sao bây giờ lại chạy đi đối phó với Tân Uẩn vậy? Em thì hiểu cái gì? Thạch Văn Bình nói, Tân Uẩn là người phụ nữ mà giang sách yêu. Em hãy nghĩ thử xem, Người phụ nữ mà mình yêu bị một đám đàn ông chơi rồi chiếu lên màn hình lớn, để hàng trăm người đàn ông thưởng thức, đó là thể nghiệm gì chứ? Serlis nhất thời vỡ lẽ ha ha, e rằng trái tim của Giang Sách sẽ dỉ máu, thật sự đau như bị kiến cắn vậy. Bingo, đây chính là điều mà anh mong muốn. Cuối cùng Thạch Văn bình dặn dò, em hãy cất khí thuốc đi, tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở gì. Serlis gật đầu, anh cứ yên tâm, em rất am hiểu về chuyện này sau khi hai người tính toán kỹ lưỡng thì quay lại hội trường rồi trở về chỗ ngồi của mình lúc ngồi xuống thạch văn bình vô tình hữu ý liếc nhìn tân uẩn rồi thu hết cả người cô ấy vào mắt không khỏi liếm môi báu vật như vậy ở trên đời mà chính mình không thể đích thân hưởng thụ khiến anh ta không khỏi không cam tâm nhưng không sao cả chỉ cần có thể nhìn thấy tân uẩn đau đớn vùng vẫy khàn giọng la hét là đủ rồi anh ta cố ý nói với tân uẩn bác sĩ tân cô là con gái ở một nơi như Nam Thành thế này phải chú ý đến an toàn của bản thân. Tân Uẩn hư lạnh, phất lờ anh ta. Nếu cô ấy ít tiếp xúc với Thạch Văn Bình thì bản thân sẽ rất an toàn. Hết 15 phút nghỉ giải lao, MC lại bước lên sân khấu, tiếp tục tiến hành hoạt động của buổi đấu giá. Tiếp theo, vật đấu giá thứ bảy được mang lên sân khấu là một chiếc ghế bành cổ. Sau một trận tranh giành kịch liệt, nó đã được người khác mua lại với mức giá 22 vạn cuối cùng cũng tới vật phẩm đấu giá thứ 8 mà mọi người đã chờ đợi từ lâu biển thước thần châm. Trên sân khấu, trong chiếc xe nhỏ, một hàng châm màu bạc được bày ra trước mặt mọi người. MC lên tiếng, chắc mọi người cũng đã biết rõ về bộ châm bạc này, nó là thần châm do thần y cổ đại biển thước dày công thiết kế, là kỳ tích trong giới y học. Nếu có thể lấy được bộ thần châm này sẽ nâng cao y thuật của bác sĩ đến mức cao nhất. Thậm chí nó còn có tác dụng thần kỳ là cải tử hoàn sinh thần châm có tác dụng thần kỳ như vậy, tất nhiên giá cả cũng phải khác thường rồi. Giá khởi điểm là 1.500 vạn, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 200 vạn. Bây giờ bắt đầu ra giá chính thức. chương 520, bởi vì tôi đã hạ quyết tâm rồi. Trong tất cả mọi người, người buồn bã nhất không ai khác ngoài tân tử dân. Ông ấy trải qua trăm nghìn cay đắng mới tới được đây, nghĩ rằng mình sẽ nhặt được món hời, mang biển thước thần châm đi. Ai dè lại lúng túng phát hiện ra, chỉ riêng mức giá khởi điểm đã lên tới 1.500 vạn, trong khi cả nhà tân tử dân gộp lại cũng chưa tới 1.000 vạn. Nói cách khác, ngay cả tư cách để ra giá ông ấy cũng chẳng có, chứ đừng nói đến chuyện mang đi. Do đó, ông ấy chỉ có thể ngắm nhìn. Tân tử dân liên tục thở dài, có thể thấy ông ấy buồn bực đến cỡ nào. Vì biển thước thần châm này, ông ấy suýt bị người của Sơn Tiêu giết chết, cũng bị hại con gái mình bị liên lụy, ai rè ngay cả tư cách để ra giá cũng chẳng có. Nghèo chính là nguồn gốc của tội lỗi. Đúng lúc này có người thử hô lên, tôi ra giá 1.800 vạn. Thật ra đối với người bình thường mà nói, biển thước thần châm chẳng có giá trị gì đối với bọn họ, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết sử dụng, nên bỏ ra một số tiền lớn để mua bộ châm bạc như vậy thật sự quá lãng phí. Nhưng lại có không ít người muốn nhặt được món hời này có lẽ sau khi mua về bọn họ có thể phát huy tác dụng thần kỳ của nó. Hoặc là sau khi mua về sẽ tăng giá rồi sang tay để kiếm lời từ mức chênh lệch giá. Không ít người suy nghĩ như vậy, nên bọn họ đều thử ra giá, nếu có thể lấy được thì cứ lấy, còn không lấy được thì thôi. Trước sau có 7-8 người ra giá, cuối cùng mức giá đang ngừng lại ở 3.900 vạn. Có thể nói là một con số vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này, Thạch Văn Bình luôn giữ im lặng bỗng liếc nhìn tân tử dân, rồi nói bằng giọng điệu chế giễu: ông già, chẳng phải ông rất muốn có được bộ thần châm này à? Thật xin lỗi, tôi đây nghe theo yêu cầu của ba mình, phải lấy được bộ thần châm này, nên tôi không thể nhường cho ông được. À, nhưng theo tôi thấy, ông già à, có lẽ ngay cả tư cách để ra giá nhà họ tân các ông cũng chẳng có đúng không? Ha ha ha, câu nói này thật sự quá trói tai. Những lại là sự thật. Thạch Văn Bình giơ tay lên búng tay, tràn đầy tự tin nói, tôi ra giá 5.000 vạn. 5.000 vạn ư, một lần tăng lên 1.100 vạn, chuyện này quá tàn nhẫn rồi đó. Chẳng khác nào đang tuyên bố với người khác rằng, đừng ai tranh giành với tôi. Bởi vì tôi đã hạ quyết tâm rồi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thạch Văn Bình, ai cũng biết anh ta vừa mới bỏ ra 2.000 vạn để mua một sợi dây truyền giả. Điều này đã chứng tỏ hai chuyện. Thứ nhất là đồ mà anh ta đã nhận định thì nhất định phải lấy cho bằng được, hay là anh ta thật sự có tiền. Mọi người vốn cũng định ra giá mang tính thăm dò, chứ không muốn biển thước thần châm cho lắm, bây giờ thấy Thạch Phan Bình nhất định phải lấy cho bằng được như thế thì rất tự giác rút lui khỏi cuộc tranh giành. 5.000 vạn, có lẽ sẽ không còn ai ra giá nữa. MC lớn tiếng hỏi, còn ai ra giá nữa không? Nếu không còn ai ra giá nữa thì biển thước thần châm này sẽ thuộc về cậu kia tân tử dân ngồi trên hàng ghế liên tục thở dài. Là bác sĩ đông y lâu đời, ông ấy rất muốn có được bộ biển thước thần châm này, nhưng dù ông ấy có muốn đến đâu cũng có tác dụng gì chứ. Nếu không có tiền thì chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi. Thực tế đã chứng minh cho câu nói, tiền không phải là vạn năng nhưng tuyệt đối không được không có tiền. Tiền không thể làm mọi thứ, nhưng có tiền sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Dù y thuật của tân tử dân cao siêu đến đâu thì suy cho cùng vẫn thua Thạch Văn Bình, chỉ vì ông ấy không có nhiều tiền như người ta. Trong lúc mọi người đều cho rằng biển thước thần châm sắp rơi vào tay Thạch Văn Bình, thì Giang Sách đã giữ im lặng một hồi lâu bỗng hô lên một con số 6.000 vạn. Toàn trường ngạc nhiên, không ngờ đến giờ này vẫn còn có người ra giá. Mọi người vừa nhìn qua đó thì vui vẻ, chẳng phải người đàn ông này vừa mới dùng mánh khóe, để Thạch Văn Bình bỏ ra một số tiền lớn để mua hàng giả hay sao. Bây giờ anh lại đẩy giá lên nữa. Thạch Văn Bình sửng sốt, rồi xoay người lại lườm giang sách. Mẹ kiếp, anh bị điên rồi đúng không? Audio điện tử võ tấn bền. chương 521, tôi ra giá 150 triệu. 6.000 vạn, anh lấy đâu ra 6.000 vạn cơ chứ? Anh định bẫy ông đây nữa đúng không? Anh có biết bây giờ chỉ cần ông đây không theo nữa, thì anh sẽ phải bỏ ra 6.000 vạn để mua bộ châm bạc này hay không? Nếu anh không lấy đủ tiền sẽ bị người khác đưa đi, cả đời làm nô lệ cho Thủy Vân Thiên đấy, anh biết không? Giang sách bình tĩnh nói, anh nói nhảm xong chưa? Nếu anh rảnh rỗi đứng đây làm nhảm, không bằng đưa ra chút hành động thực tế đi, anh có theo nữa hay không? Thạch Văn Bình hư lạnh, ông đây không giao uy thì anh cho rằng tôi là mèo bệnh à? Hôm nay tôi sẽ cho anh mở mang tầm mắt về của cả nhà họ Thạch. Dù anh đẩy giá thì sao chứ? Anh có khiêu khích cũng chẳng sao cả. Đứng trước của cái khổng lồ của nhà họ Thạch chúng tôi, mọi chuyện anh làm chỉ là dã tràng xe cát mà thôi. Anh ta giơ tay lên, bình tĩnh nói ra một con số, tôi ra giá 7.000 vạn. Một lần tăng lên 1.000 vạn. Bây giờ bọn họ đều một lần tăng lên 1.000 vạn, bỏ qua toàn bộ con số ở chính giữa, khiến những người có mặt tại đây đều nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù bọn họ không tham dự vào, nhưng chỉ cần nghe thấy con số như vậy cũng đủ khiến người khác kích động rồi. Thạch Văn Bình cười hỏi, tên kia, bây giờ anh đã biết nhà họ Thạch chúng tôi. 100 triệu. Thạch Văn Bình còn chưa kịp nói hết, giang sách đã dứt khoát tăng lên 3.000 vạn, đẩy mức giá lên tới 100 triệu. Sắc mặt Thạch Văn Bình tái mét. Làm gì có người đẩy giá lên như vậy? Quả thật biển thước thần châm rất quý giá, nhưng tuyệt đối không đáng 100 triệu. Bây giờ Thạch Văn Bình hơi tiến thoái lưỡng nan, nếu không theo tiếp thì anh ta sẽ mất hết mặt mũi, nhưng nếu theo thì lát nữa sẽ bị giang sách đẩy giá lên nữa, có trời mới biết giang sách sẽ đẩy lên đến mức nào. Thạch Văn Bình ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt nở nụ cười gian xảo. Anh ta lên tiếng, tôi ra giá 150 triệu. Lại một lần tăng lên 5.000 vạn. Giang sách chẳng hề nghĩ ngợi, giơ tay lên ra hiệu 200 triệu. Toàn trường xôn xao, lần đẩy giá lên này thật đẳng cấp, dứt khoát hộ lên 200 triệu mỗi lần tăng lên 5.000 vạn, ngay cả mức giá 1.000 vạn ở chính giữa cũng bỏ qua luôn. Xem ra Thạch Văn Bình muốn lấy được bộ biển thước thần châm này phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Tân Tử Dân và Tân Uẩn hơi lo lắng nhìn Giang Sách, bọn họ đều cho rằng chắc chắn Giang Sách không thể bỏ ra số tiền lớn như thế, sở dĩ anh ra giá như vậy chỉ đơn giản là vì anh ghét Thạch Văn Bình. Anh đã biết rõ tâm tư phải mua biển thước thần châm cho bằng được của Thạch Văn Bình, nên ra sức đẩy giá lên để Thạch Văn Bình phải bỏ ra một khoản tiền lớn đây cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Thạch Văn Bình vốn ngăn cản tất cả mọi người, bỗng dựa vào lưng ghế, bắt chéo hai chân, hờ hững nói một câu, 200 triệu ư. Ôi chao, nhiều tiền như vậy, ông đây không theo đâu. Anh ta không theo nữa ư. Sắc mặt của tân tử dân và tân uẩn nhất thời xa sầm, trắng bệch như tờ giấy. Anh vốn định thông qua việc ra giá để Thạch Văn Bình bỏ ra một khoản tiền lớn, ai rẻ đối phương lại không theo nữa, Điều này có nghĩa là Giang Sách phải bỏ ra 200 triệu để mua bộ biển thước thần châm này. Đùa gì thế? 200 triệu, làm sao Giang Sách có thể lấy ra 200 triệu chứ? Chuyện này chẳng khác nào không những không bẫy được người khác, mà ngược lại còn lấy đá đập vào chân mình. Mọi người có mặt tại đây đều phát ra tiếng cười chế giễu, cảnh tượng này thật sự rất bình thường, định ra giá để bẫy người khác, ai dè người khác lại không theo, mà còn bẫy ngược lại mình những người bình thường sẽ không bao giờ ra giá cao như vậy. 200 triệu, ha ha, e rằng phải bỏ cả tính mạng vào rồi. Tân Uẩn sợ đến mức tay chân lạnh lẽo, xuất sáng nói với Thạch Văn Bình, anh mau ra giá đi chứ. Cùng lắm là lần này anh ra giá, chúng tôi sẽ bảo đảm không tăng giá lên nữa. Cô ấy đang cầu xin anh ta. Nhưng Thạch Văn Bình lại chẳng hề để tâm, mà đung đưa chân, hèn hạ nói, chẳng phải mấy người có nhiều tiền lắm à lần nào cũng đẩy giá lên 5.000 vạn cơ mà, tôi sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của mấy người, lần này tôi sẽ không bao giờ theo nữa. chương 522, cô ấy đang do dự. Thạch Văn Bình Dương Dương tự đắc, quả thật anh ta rất muốn có được biển thước thần châm này, nhưng anh ta càng muốn nhìn thấy giang sách mất mặt hơn. Nói thật, suy cho cùng anh ta vẫn là một bác sĩ khoa ngoại. Món đồ như biển thước thần châm này, anh ta không cần tới cũng chẳng sao, dù gì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến anh ta, nhưng nếu có thể thông qua chuyện này để sỉ nhục Giang Sách thì anh ta vẫn rất vui vẻ. Thạch Văn bình đung đưa chân, nhàn nhã nhìn Giang Sách nói, tên kia, chẳng phải anh thích đẩy giá lắm à? Anh cứ đẩy tiếp đi chứ, đừng có ngừng lại, chỉ là 200 triệu thôi mà, có lẽ nó chỉ là chuyện nhỏ đối với anh thôi đúng không? Anh ta cười rất thô tục, dáng vẻ như muốn đánh phủ đầu Giang Sách. Tân Uẩn ngồi bên cạnh không thể nhìn tiếp được nữa nên cúi người nói, Thạch Văn Bình, là do chúng tôi đã sai, tôi xin thay mặt giang sách xin lỗi anh. Xin anh hãy giúp chúng tôi mà tiếp tục ra giá đấu bộ thần châm này. Nếu anh không tăng giá thì không còn ai tăng giá nữa cả, anh không thể ép giang sách mua lại bộ thần châm này. Thạch Văn Bình liếm môi nói, cô muốn tôi đấu tiếp à? Được thôi, vậy cô ngủ cùng tôi một đêm đi. Anh ta đã không còn quan tâm đến mặt mũi nữa. Chỉ cần có thể có được tân huẩn, cho dù là trái tim hay thân xác gì cũng được. Sắc mặt Tân Uẩn xa sầm cô ấy rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng nếu cô ấy không đồng ý. Thạch Văn Bình nói tiếp, không còn nhiều thời gian nữa, cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi, nếu cô không chấp nhận yêu cầu của tôi thì Giang Sách phải bỏ ra 200 triệu để mua lại bộ thần châm này. Nếu lát nữa anh ta không lấy ra được số tiền đó, thì cả đời này anh ta phải làm nô lệ cho Thủy Vân Thiên. Cô chỉ ngủ với tôi một đêm đã có thể cứu vãn cả cuộc đời Giang Sách. Như vậy là rất có lời rồi. Câu nói này quá vô liêm sỉ, nhưng cũng rất thực tế. Tân Uẩn nghiến răng, sắc mặt nhịn đến mức đỏ bừng, siết chặt nắm đấm, hận thạch văn bình đến thấu xương. Cô ấy nên đồng ý hay từ chối đây? Cô ấy đang do dự. Giang Sách đã giúp đỡ cô ấy nhiều lần như vậy, thậm chí còn cứu cô ấy khỏi nước sôi lửa bỏng mấy lần, tính mạng của cô ấy và bố cô ấy đều do Giang Sách ban cho nếu có thể dùng một đêm của cô ấy để đổi lấy sự tự do của giang sách thì cô ấy cũng tình nguyện hy sinh. Tân Uẩn nhắm mắt lại, nước mắt sắp tuôn rơi, khó khăn nói, tôi đồng. Cô ấy còn chưa kịp nói hết thì lòng bàn tay ấm áp lại rộng lớn của giang sách nhẹ nhàng bịt miệng cô ấy lại. Hả? Tân Uẩn mở mắt ra nhìn giang sách. Giang sách cười nói, chỉ là 200 triệu thôi mà, chẳng đáng là gì, nên cô không cần phải lo lắng cho tôi chương 523, chứ không phải anh đang đẩy giá lên. Tim Tân Uẩn khẽ run lên, cô ấy biết, giang sách đang bảo vệ cô ấy nên mới cố ý nói như thế, làm sao 200 triệu lại chẳng đáng là gì. Thạch Văn Bình cười nhạo, anh cứ giả vờ tiếp đi, sắp hết giờ rồi, giang sách, nếu anh không lấy được tiền thì cứ đợi đi làm nô lệ đi. Trên sân khấu, MC cầm micro nói, thời gian đã hết, chúc mừng cậu này, cậu đã giành được bộ biển thước thần châm bây giờ mời cậu thanh toán chi phí tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này bằng ánh mắt chế giễu chính mình đẩy giá bẫy người ai dè lại tự bẫy chính mình tiết mục như này thật sự rất thú vị ôi chao bây giờ tôi cảm thấy lúng túng muốn chết thanh niên ngày nay chuyên làm mấy chuyện tự bẫy mình thật không còn gì để nói không có tiền còn muốn làm bộ ha ha xung quanh không ngừng vang lên tiếng chế giễu chói tai Tân Uẩn và Tân Tử Dân vô cùng lo lắng nhìn giang sách, bây giờ bọn họ phải làm sao mới được đây? Theo hành động của mấy người ở trước đó thì chỉ cần nút thẻ vào khe riêng biệt thì có thể thực hiện chức năng chuyển khoản. Giang sách vươn tay lấy thẻ vàng long phượng tử mà đã lâu rồi anh không sử dụng ra. Sau đó anh nút thẻ vào khe, tinh, đèn tín hiệu nhanh chóng chuyển sang màu xanh. Sau đó anh tiến hành gõ bàn phím để nhập dữ liệu, khoảng 10 giây sau trong loa lớn của toàn trường vang lên giọng nói lanh lảnh chuyển khoản thành công. Nhất thời, toàn trường đều sửng sốt. Mấy người ban nãy còn đang chế diễu giang sách đều ngạc nhiên đến mức há hốc mồm không khép lại được, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, chuyển khoản thành công ư. Mẹ kiếp, tên này là kẻ giàu có ẩn danh ư, 200 triệu mà nói lấy là lấy, đúng là kẻ lắm tiền. Khoan đã, vậy thì không đúng, nếu anh ta thật sự có 200 triệu thì lúc nãy anh ta thật sự cạnh tranh giá chứ không phải là đẩy giá. Mọi người nhất thời bàn tán xôn xao, mà người lúng túng nhất không ai khác ngoài Thạch Văn Bình. Anh ta hóa đá tại chỗ, trong lòng vốn đã chuẩn bị một tràng lời nói, nhưng bây giờ tất cả đều bị chặn lại ở trong bụng. Dù thế nào anh ta cũng chẳng thể ngờ rằng, giang sách lại thật sự lấy ra được 200 triệu. Chứ không phải anh đang đẩy giá lên. Thạch Văn Bình nhất thời vỡ lẽ, cảm thấy Giang Sách là người có tiền, cũng thật sự muốn có được bộ biển thước thần châm này, lúc nãy anh thật sự đang cạnh tranh giá, chứ không phải đang đẩy giá lên. Là anh ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. chương 524, tôi không làm chuyện sằng bậy đâu. Anh ta cho rằng trước đó anh đã đẩy giá sợi dây truyền giả lên một lần thì lần này vẫn tiếp tục y như thế, thật thật giả giả, hư hư thực thực đã khiến Thạch Văn Bình hoàn toàn mơ màng. Thạch Văn Bình chỉ mặt giang sách, anh, anh có tiền ư, Giang Sách cười đáp, "Ừm, um, chút tiền này thì tôi vẫn có." "Bác sĩ Thạch, cảm ơn anh đã sớm từ bỏ không ra giá, để tôi có thể đấu được bộ biển thước thần châm này với mức giá rẻ như thế." Thạch Văn Bình nghe xong thì tức muốn nổ phổi. "Mẹ kiếp, mình lại mắc lừa rồi." Nếu anh ta sớm biết Giang Sách phải lấy cho bằng được bộ biển thước thần châm này thì Thạch Văn Bình đã tiếp tục ra giá, đẩy giá lên tới mấy tỷ để Giang Sách bỏ ra một khoản tiền lớn. Kết quả, chỉ có 200 triệu đã để cho Giang Sách giành được, mặc dù 200 triệu cũng không ít, nhưng đối với phần lớn ông trùm mà nói thì chẳng đáng là gì. Anh ta quá thua thiệt rồi. Anh ta vốn có cơ hội tốt để hút máu Giang Sách, nhưng anh ta lại không chịu nắm lấy. Ngược lại còn khiến mình bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một sợi dây truyền giả, bị Giang Sách hung hăng đùa bỡn một phen, chuyến đi lần này, Thạch Văn Bình đã hoàn toàn thất bại trong tay Giang Sách rồi. Khóe miệng anh ta khẽ giật, định mắng chửi nhưng không thốt ra được. Cả người anh ta đang chìm trong trạng trái tự trách điên cuồng. Tất nhiên người vui mừng nhất ở đây chính là Tân Uẩn, cô ấy cho rằng mình sẽ chết chắc, vì giang sách, ai dè lại tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó, giang sách không những không sao, mà còn chuyển bại thành thắng. Bây giờ ngẫm lại, nếu lúc nãy cô ấy đồng ý lời uy hiếp của Thạch Văn Bình thì thật sự thua thiệt rồi. Tân Uẩn cố ý nhéo cánh tay Giang Sách nói, nếu anh có tiền như vậy sao không chịu nói sớm, hại người ta lo lắng cho anh muốn chết. Giang Sách cười đáp, xin lỗi, đã để cô lo lắng cho tôi rồi. Thật ra mỗi chuyện tôi làm đều có tính toán riêng của mình, chứ tôi không làm chuyện sằng bậy đâu. Tân Uẩn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người đàn ông như Giang Sách thật sự đáng tin cậy, nếu có thể gả cho người đàn ông như vậy thì đối với một người phụ nữ mà nói là cả đời chẳng có gì phải yêu phiền. Nhưng, Tân Uẩn tò mò hỏi, Giang Sách, sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Giang Sách nhún vai, tùy ý lừa gạt, lúc tôi làm lính ở Tây Cảnh Đá, kiếm, được không ít tiền, nhưng có rất nhiều chuyện không tiện nói ra. Tân Uẩn gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau khi xảy ra trò hề, MC nhanh chóng sai người giao bộ biển thước thần châm cho Giang Sách. Giang Sách lại đưa nó cho Tân Tử Dân. Ông cụ Tân, đây là biển thước thần châm mà bác luôn mong ngóng, xin bác hãy nhận lấy tân tử dân vuốt râu đẩy lại nói, cháu đang nói đùa gì thế? Bác không thể nhận lấy món đồ mà cháu đã mua với giá 200 triệu được. chương 525, quả nhiên anh ta đã đoán đúng. Giang sách hơi khó xử, bộ thần châm này anh vốn mua lại cho tân tử dân, ai rẻ người ta lại không chịu nhận. Tân tử dân vỗ vai giang sách, cười ha hả nói, bác già rồi, cũng sắp nghỉ hưu rồi, nếu nhận lấy bộ thần châm này cũng không phát huy được tác dụng gì, ngược lại là cháu đấy giang sách, một ngôi sao mới nổi, nếu cháu có thể dung hòa bộ thần châm này với mình thì y thuật của cháu sẽ tăng vọt. Cháu ư, chính xác, tân tử dân trịnh trọng nói, cháu cứ yên tâm, bác sẽ dốc hết sức lực để giúp cháu sử dụng thành thạo bộ thần châm này, dùng một kết hợp với biển thước thần châm, giang sách, ngay cả bác cũng rất mong đợi, không biết y thuật của cháu sẽ đạt tới cảnh giới nào. Thạch Văn Bình hừ lạnh, cảnh giới gì chứ? Một tên vừa mới hành nghề chưa được mấy ngày, ngay cả nền móng còn chưa nắm chắc thì cả đời đừng hòng mà có tiền đồ đây chính là câu nói điển hình cho việc không ăn được nho chê nho xanh tân uẩn lạnh lùng đáp trả ha ha hình như người mới này đã năm lần bảy lượt đánh bại thế hệ sau của mấy thế gia y thuật trong giới y thuật không biết bọn họ có còn mặt mũi để sống tiếp hay không trước giờ tân uẩn chưa bao giờ thích oán hận người khác cũng không nhịn được lên tiếng bởi vì thạch văn bình thật sự quá đáng ghét thạch văn bình nhến răng không nói gì nữa, anh ta đã liên tục gặp thất bại, nếu còn tiếp tục rằng co về chuyện này thì anh ta chỉ càng bất lợi hơn thôi. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra. Tiếp theo đều là mấy vật phẩm tốt nhưng giang sách chẳng hề có hứng thú. Cho đến khi vật phẩm thứ 17 xuất hiện. Đây là một lá gan cơ thể người được bảo quản cực kỳ tốt, vừa mới lấy xuống cách đây không lâu. Sự xuất hiện của lá gan tươi sống này đã thu hút sự chú ý của toàn trường, không ai có thể rời mắt, Ai cũng muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Không giống như thần châm, lá gan là thứ mà ai cũng có thể sử dụng được. Không ai dám bảo đảm liệu sau này lá gan của mình có xảy ra vấn đề gì không, cho dù mình không có vấn đề, chẳng lẽ bạn bè người thân cũng không có vấn đề gì ư? Ở xã hội ngày nay, nơi cung cấp nội tạng cơ thể người cực kỳ khan hiếm. Có tiền cũng chẳng mua được. Cho dù bạn giàu có đến đâu đi chăng nữa cũng rất khó mua được một lá gan mà mình có thể sử dụng ở ngoài thị trường. Do đó mỗi lá gan tươi sống đều vô cùng đắt đỏ, bởi vì nó có thể cứu sống mạng của bạn vào thời điểm mấu chốt. Thử hỏi một món đồ tốt như vậy, liệu có ai là không muốn có được nó không? Kể cả Thạch Văn Bình, ai cũng đang nhìn chầm chầm vào nó. MC cũng rất thẳng thắn, chẳng hề phí lời, mà tuyên bố thẳng mức giá khởi điểm là 100 triệu. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000 vạn, rất rõ ràng, mức giá này vượt xa giá trị bản thân của lá gan, nhưng ai bảo đây là thứ quý hiếm. Bạn muốn có nó thì người khác cũng thế, tất nhiên thứ mà ai cũng muốn sẽ rất đắt đỏ. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Sau khi MC tuyên bố bắt đầu, có người giàu có chẳng hề do dự đưa ra mức giá 130 triệu. Sau đó có người nhanh chóng đưa ra mức giá cao hơn. Liên tục có người tham gia đấu giá, lá gan này là bảo bối mà ai cũng muốn sở hữu, nên đấu giá cực kỳ kịch liệt, chẳng mấy chốc, giá cả đã đẩy lên tới 300 triệu. 300 triệu, một con số khá là khổng lồ. Đúng lúc này, Thạch Văn Bình luôn âm thầm quan sát bỗng lên tiếng. Tôi ra giá 500 triệu. Mục đích anh ta tới đây lần này là để lấy được lá gan này, để về chữa trị cho một khách hàng cao quý, chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông ta thì 500 triệu hoàn toàn chỉ là vấn đề nhỏ. Do đó Thạch Văn Bình nhất định phải lấy cho bằng được lá gan này theo sự quan sát của anh ta, trong buổi đấu giá lần này, người thật sự có tiền không hề nhiều, mà đa số đều là người có giá trị bản thân chỉ hơn 400 triệu, nên Thạch Văn Bình cũng không phí lời, mà dứt khoát ra giá 500 triệu, có thể hạ gục 99% những người có mặt tại đây. Quả nhiên anh ta đã đoán đúng. Sau khi Thạch Văn Bình ra giá xong thì không còn ai ra giá nữa. 500 triệu, một con số vô cùng khổng lồ, gần như không có ai có thể theo kíp audio điện tử võ tấn bền hết chương 525